chiều nghĩa đó. Cho nên khi mà thầy nhập như vậy rồi đó thì thầy ra đời. Mà khi một cái người tu ra đời đó mà sanh vào con nhà giàu thì có tu được không cái gì? Cho nên mà nếu có mẹ đó mà tôi là con một nữa, mẹ tôi có cho tôi đi tu không? Không cho. Cho nên ngài hư dân, ngài là một thánh tăng. Ngài sinh ra đời ngài có mẹ không cái gì? Có mẹ ngài mới sinh, nhưng mà mẹ ngài thấy ngài đẻ một điều mà sợ mà chết. Quý vị đọc cuộc đời ngài Hương Vân có thấy không? Tại vì ngài để một điều mà hồi xưa cái bà mẹ của ngài Hương Vân không thấy cái một điều lần nào, để ra thấy cái cuộc tròn quay à. Cho nên bà thấy cái đó và bà chết, bà quảng hồn và bà chết. Và cuối cùng nó mới 30 ngày mới đem cái cuộc nó dục ngoài sau buổi hè. Thì có cái ông kia, ông nói đâu sáng nghe nói phu quân coi như là phu nhân để một cái quái thai cho tụi con, thì ông vô coi ông xé ra thì nó đi nhỏ thỏng và ngài sống lại nha. Cho nên quý vị thấy rõ mà ngài Hương Vân á, tại sao ngài lại tam bộ dứt qua bái ngài đi triều bái ngài Văn Thù để ngài cầu nguyện gì? Ngài nói tại ngài mà mẹ chết, tại mang nặng ngài, mà tại vì ngài đẻ ra là ngài lại là cái bọc điều, cho nên ngài mới làm cho mẹ ngài chết, cho nên ngài mới lại triều bái tam bộ dứt bái mấy ngàn dặm để mà triều kiến, điều kiện ngày Văn Thù để hồi hướng cho mẹ. Rốt cuộc ngày lại cho đã rồi, rốt cuộc là cái Bồ Tát Văn Thù phải đi giặt quần giặt áo cho ngài. Ngài bị kiết lỵ, quý vị thấy cái chuyện đó không? Nó làm không? Thành ra tại sao những vị thánh tăng đều đẻ một điều vậy? Những người tu hành đó, khi mà họ trở đây đó, họ xuống đây để họ mà hoạt pháp đó, thì cái phước lực của họ tạo ra một cái chất nó bỏng nó nhỏ. Còn những người nào mà thiếu phước lực đó, thì cái đứa nhỏ đó nó không được cái bọc điều bảo bọc. Cho nên trong thời gian mà ở trong bụng mẹ đó, cha mẹ mà những người mà họ không có tâm thanh tịnh đó, họ không giữ gìn cho cái thai nhi đó, thì họ vẫn còn có cái chuyện vợ chồng, và cái tinh cha biết mẹ nó kết lại trên người đứa nhỏ. Cho nên đứa nhỏ nó đẻ ra đó, trong kinh Phật có nói rõ, nó dính đầy với những cái bụi dơ hết. Thành ra những cái bậc thánh tăng họ vô thì cái phước của họ nó tạo ra một cái bọc để mà nó bảo vệ, không ăn tinh cha và quý mẹ. Quý vị đã từng sinh con sinh cái, quý vị coi kinh Phật có nói khi mà những người mà không phải là thánh tăng hay người thường sinh ra thì nó không phải sinh một điều, và bị một cái lớp phấn
những cái lớp đóng đầy đóng đầy, đó là những cái tinh cha huyết mẹ nó cấu tạo rồi nó nằm ở trong đó. Cho nên vì cái phước báo của họ nó tạo ra một cái bọc và nó ngăn cách cái đứa nhỏ với những cái chất dơ quế của trong cái tử cung mẹ. Thì quý vị thấy ngài cũng rất là khổ sở. Thành ra quý vị thấy cuộc đời của những cái người cũng như hòa thượng Tiêu Hóa, ngài cũng mồ hôi mẹ. Thành ra khi mà những người có tu đó, người ta không đưa lấy cái cổ cổ đức Phật, sở dĩ mà Phật sinh vào cung vua đó, vì Phật đã là Bồ Tát rồi, Phật mới xuống đây. Mà Phật tại sao mà Phật không sinh vào gia đình nghèo? Nếu Phật mà sinh vào gia đình nghèo á, thì Phật người ta nó tại ổng, ổng khổ quá, ổng mới đi tu, thì người ta sẽ bị bán Phật. Cho nên Phật chọn một cái nơi giàu nhất là ông vua, để chi là Phật lại có đầy đủ sung sướng hết rồi. Nhưng mà những cái đó nó không thật, à, không thật, à, tướng không của các Phật, tướng Thái tử, tướng Hoàng Tung, tướng Tung Phi, tướng Mỹ Nữ. Ở trong người thầy bây giờ cái nào là tướng của thầy, à, phân tích coi. Khi xưa là thượng tọ thì tu bao nhiêu hạ thì được cái thượng tọ, ta phải đi đây rồi đi nghỉ để bỏ hết cái thượng tạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi đem một cái người tệ nhất ở trong này ra, chẳng hạn như bây giờ tôi đem cái người không có đẳng cấp gì ở trong này, rồi tôi đem Thiện Nhẫn, đem Thiện Nhẫn lộn đồ ra và sư phụ lộn đồ ra, thì lộn hết tận cùng, soi hết cái thân của thầy và cái thân Thiện Nhẫn, nó bình đẳng không có gì. Lộn hết cái y thượng tọ, lộn hết cái đẳng cấp trụ trì, thì sư phụ với con chỉ là trần gian trụi, phải không con? Trần gian trụi mà thôi. Như vậy thì cái tướng nào là cái tướng thật? Cái tướng thật này sau khi sư phụ chết rồi, quý vị đốt đi, nó chỉ để lại cái người có tu hành thì lưu lại những cái gì chứng minh mình về cõi lành. Người không có tu hành thì nó để lại cho những binh thẳng như nhau cũng có một củ cốt thôi, cũng bao nhiêu kilo thôi. Cho nên cái thật tướng của mình nói đây là cái chánh điện, nói đây là cái chánh điện. Trong thân này nói là thân của thượng tọa Thích Thông Lai, nhưng mà những con vi trùng nó đang đục khoét cái thân của thầy, những con vi trùng nó đang ở trong người thầy, nó có nói đây là cái thân của thượng tọa Thích Thông Lai không? Không hả? Rồi ở trong bụng thầy có những con lãi, con sơn, mình nó đâu có nói là đó là cái thân của thượng tọa đâu. Ở trong này nó nói đây là những cái nơi của nó đang cư trú, những ngôi nhà nó đang cư trú. Thì như vậy cái tướng không làm trở về với cái tướng, cái thân này khi mà thầy mà bị tai biến mạch máu não, thầy bị mất trí huệ là cái người thực vật rồi, thì khi đó người ta khen thầy có buồn không? Ta chê thầy có buồn không? Không buồn, tại vì thầy không còn vọng tưởng là cái chức thượng tọa là ngon mà cái chức hạ tọa là xấu. Cho nên từ chỗ đó quý vị trở về cái tướng không của cái này, cái tướng không không có thật. Cho nên nó chỉ là có một cái nghiệp duyên một thời gian nào đó. Thầy có chủng tử tu đời trước, thầy sanh vào gia đình cha mẹ thầy có tu, rồi thầy có cái phước, thầy vô những cái đạo tràng, thầy được thọ giới, thầy được học pháp, thầy biết nhiều những cái gì Phật để lại, thì ngồi lên thầy thắc tọa, thầy thuyết pháp, thì thầy được xưng là thượng tọa giảng sư, thượng tọa pháp sư, rồi do cái phước đời trước của thầy tạo, rồi thầy xây dựng được cái làng Di Đà, rồi thầy do cái phước của thầy mà pháp hội của người ta bán cơm gây quỷ, người ta kiếm đồng này đồng kia chặt chội, còn thầy không kêu, không sinh, không gây quỷ, nhưng mà Phật tử cúng dường đầy đủ không thiếu. Cho nên cái đó là cái phước đời trước của mình. Nhưng mà cái phước này nó hết không quý vị? Nó hết nếu chúng ta không tiếp tục. Cho nên cái tướng này là cái tướng không rõ ràng lắm. Thí dụ là biết liền tất cả cái tướng đó là như là này là tướng không thật. Bây giờ là miễu ông tướng, chánh điện, library, tháp thời giảng sanh. À, nhưng mà khi sư phụ giả sử ví dụ phụ nằm xuống bị bệnh chết không bằng chết, sư phụ nằm trong nhà giảng sanh, sư phụ trở thành người thực vật, thì ở đây tụi con mở pháp hội của Hồng Đức, mở thầy Tệ Minh mở, Phật tử còn đến ủng hộ giống như bây giờ không? Giống không? Ngay cái ngày thầy nằm xuống thì mở pháp hội người ta đã không muốn đi rồi, thật sự mà nói. Rồi không có đi, không có tiền duy trì những cái này, tất cả những cái này sẽ sụp không? Sụp. Rồi trải qua 30 năm sau không có người nào ở bỏ đi hết, phải không? Rồi đó, bắt đầu
ở đây á, Bác Thiện Tâm cũng không còn, cô Diệu Thiện cũng không còn, mấy bà đây cũng không còn hết rồi. Thì bắt đầu đây cái chỗ này đó là coi như là đi trở thành là chùa quan Phật thế. Như vậy hiểu rõ là chư Pháp không có tướng, nó chỉ đủ nhân duyên thì nó trở thành cái chùa. Nhưng mà cái này nếu hồi đó một cái tên nào vô đây á, mà nó mở ra một cái sòng bạc, nó ở trong này ngon quá, ở trong này lúc đó là băng oxy hết rồi, lúc đó là chùa này không có nợ nần rồi, lúc đó là bỏ rồi có một cái tên nào đó nó chính phủ, tại tôi có cái lời là tôi mới giao cho chính phủ cái cơ sở này, không ai nhảy vô hết. Rồi có một tên nào đó nó ở cái chỗ này dám làm vô làm cái casino được, nó vô nó bỏ nó trùng trùng lại, nó mở chỗ này chỗ kia thành cái casino, thì cái này đó trở thành là casino. À, rồi có cái tên nào thấy đất ở đây rộng rãi quá, chỗ này trồng cần được, vô nó xin mua đấu giá mua, thì chỗ này trở thành là bán xì ke ma túy. Thì như vậy Đức Phật nói rằng chư Phật không có tướng nào là bình dị, không có tướng nào bình dị. Hả? Rồi bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy này, ở trong này có người nào sẽ muốn đi tu không? Có ai nói là muốn đi tu luôn không? Có tu nào? Con mời thêm con tôi đưa tay con muốn đi tu luôn phải không? Giờ tu thử là tu luôn phải không? Có vợ có chồng con gì không? Hồi xưa giờ có chồng con hả? Có chồng, lời chồng giờ đã xong rồi, nợ chồng xong rồi không có nhà, giờ là có cháu nội cháu ngoại gì không? Lấy chồng lấy vợ hết rồi. Bây giờ tức là cô đã từng làm bà ngoại bà nội chưa? Có chồng mà chưa là bà nội bà ngoại, chưa có cháu, thấy không? Như vậy là cô đã là bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, cô sẽ có vô rể, có dâu rồi, thấy không? Cô đã từng là bà mẹ chồng, bà mẹ vợ rồi, ông xã cô đến Bến Lâm làm gì? Có đi sứ quan gì không? Cũng không có luôn. Bắt sao vậy đó? Bây giờ tôi muốn lấy một người nào ở trong miền Nam cho nó dễ. Lấy ông Hải đi. Chị Hải là con. Có thời gian làm tệ Hải. Ông Thiện Hải này có thời gian rồi đi tu. Là tu luôn phải không? Kêu là siêu chú Tuệ Hải. Thấy không? Rồi lúc đó siêu chú Tuệ Hải, khi mà ông còn mang chữ Tuệ Hải thì bà con có kiến ông không? Kiến không? Sắp chỗ là sắp cho nó chết. Ăn uống cũng phải mời với đại đức rồi kéo siêu chú Tuệ Hải. Đúng không? Là đại diện cái phước của người xuất gia tu luôn. Thấy không? Rồi thời gian lúc đó này cháu ngoại chưa ra đời còn nằm ở trong bụng. Thấy không? Rồi bây giờ cháu ngoại nó ra đời, cái nhìn thấy nó là trời đã quá, mà vô chùa tôi không thấy Phật Di Đà mà nhớ cháu ngoại, thành ra là Tệ Hải xin về để làm con dùng baby sit. Thì như vậy bây giờ con xả giới rồi thầy đặt là Thiện Hải. Hả? Khi mà đóng cái y sa di mà tuyên bố là tu luôn cả trọn đời cho tới khi mà xả bóng thân này thì là siêu chú Thích Tệ Hải. Còn bây giờ con xả giới về để làm ông ngoại thì là gì? Ông ngoại Thích Thiện Hải. Hả? Như vậy cái tướng nào là cái tướng sư chú sa di Thích Tệ Hải, và cái tướng nào là cái tướng ông ngoại, hai cái đó nó từ đâu mà nó ra? Hả? Có phải dựa trên cái y và cái y của Phật không biết gì, phải không? Thì như vậy đó, người ta cười ổng, người ta nói ông này là coi nặng nghiệp ái. Nhưng mà người ta cười có một bữa, người ta cười nhiều lắm, hai bữa mà cười nhiều lắm, thách hết cười. Đúng không quý vị? Nhưng mà cỡ của Hồng Đức mà giờ đó là sư bà Thích Nữ Hồng Đức. Và vài bữa cô dâu Hồng Đức bị cười nhiều không? Cười nhiều. Nhưng mà thật sự đó, cũng không có cái gì để xấu. Thật sự không có cái tướng nào là nó bệnh hết. À, bây giờ nè, xin chú tỷ, đã không? Xin chú tỷ, ông mình nói giọng làm nghề gì mình đúng, còn lái xe không? Bỏ lái xe luôn, hả? Rồi bây giờ bà bạn đời ông ở đâu? Ở bên đó. Rồi bây giờ đó, ông sống chung với bà bạn đời trong nhà,
sống riêng dẫn ở chung. Mà bây giờ đó thầy hỏi thật, ông vẫn giữ giới 10 giới tròn của chú một sư chú phải không? Tức là ở chung nhà với vợ mà giữ tròn 10 giới, tức là không sát sanh giữ dễ không, không trộm cướp giữ dễ không, không dâm dục với vợ giữ dễ không? Ông dễ nhưng mà vợ không có dễ không? Vợ không dễ, vợ không có dễ không? Thành ra chỗ này tôi phân tách, tại ông vẫn giữ đó mà ông hầu như là ông đòi bỏ luôn, ông muốn đi tu luôn, ông muốn trốn lên nhà thầy chiếu để ông tu, có không? Ông muốn xa hẳn gia đình luôn đúng không? Con có nhớ mấy năm về trước khi con qua đây, mấy năm về trước con qua đây đi theo thầy để chiếu, rồi qua đây con thấy con mê và con đòi tu, cái lần thứ gì con qua con mới được xuất gia. Mà con muốn xuất gia thì con vẫn đi vào cái con đường của thầy Đại Hỷ, là con dụ con vợ con đi xuống dương gian chơi á, là trên này coi như là đột xuất ở dưới đạt xuất gia để cho nó trở lên là coi như trở thành ăn kịp. Sư phụ không đồng ý, con có nhớ không? Sư phụ nói đó, như vậy đó, con đi tu mà con làm đau khổ ngài mà con chưa biết đạo của sư phụ, con chưa biết thầy Đại Chiếu là ai, con chưa biết cái hệ thống của thầy, thì con là một tài xế bên Úc, một năm làm được mấy chục ngàn đô la, 200 mấy chục ngàn. Rồi một cái người đem lương 200 mấy chục ngàn một năm là đem quyền lợi cho vợ và con không có gì, đem quyền lợi gia đình con có phải đang hạnh phúc không? Đang hạnh phúc. Mà bây giờ mất hẳn một cái số tiền, mặc dù là con cho nhà, bây giờ con cho nhà, con cho hết tất cả tài sản gì của con không cần gì hết, nhưng mà quý vị hỏi những tâm lý như cái bà vợ này, con á, hồi thời gian con lập gia đình con có bà này bà kia không? Không có. Có cờ bạc rượu chè không? Có chút đỉnh. Nhưng mà từ khi con thọ giới do sự phụ truyền là con bỏ hết không? Bỏ hết. Rồi bây giờ á, ông này trở thành là một sư chú, mà sư chú ở trong một cái máy gia đình, tôi biết ông này rất thật thà, tại vì tôi biết cái tâm tốt, sao tôi tách ông. Chắc từ mấy ngày tôi hỏi, nếu mà một ngày nào Sài Gòn mà trở về tay của tân chính phủ Việt Nam tự do thì sử nghiêm thành cán bộ sao đó, thì ai cũng nói vậy đó, ông đó cho đi tụng chú làm nghiêm. Tức là tâm ông thiện không phải vậy? Thiện. Ông này rất là hiền. Ông phạt mấy cán bộ đảng viên. Tôi nói bây giờ những cái thằng như là con cháu Nguyễn Tấn Dũng, con cháu Nguyễn Sinh Phúc, những cái thằng mà cướp đất của dân thì sẽ xử tòa án như thế nào? Ông nói thôi bắt nó chung tụng chú đại bi với làm nghiêm. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy ông quá hiền, nhưng mà nghĩ kỹ ông không có hiền đâu. Mấy thằng đó mà bắt cho nó tụng chú lên thiên thờ đem nó bắn chết sướng hơn. Nhưng tao cũng rất là thiện, ông chỉ nghĩ bắt nó tụng lăng nghiêm thôi là phạt nó vậy thôi, là cho nó trở lại coi như là bình thường. Nhưng mà thật sự đó, nhiều lúc thầy phân vân về vấn đề con lắm. Thầy, con là cái người tính không chính trong gia đình, mà mình giảng pháp đó, mà để cho ông biết đi tu. Ông đi tu rồi ông muốn quên cả, mà giờ con thì chưa trưởng thành. Mặc dù bây giờ con là mang tiếng là sư chú, con chỉ là xuất gia vô duyên, mà thầy coi con là coi như con giữ giới ở trong sạch. Mà con ở trong cái gia đình đó, thì cái người vợ đó, người vợ có muốn đi tu không? Không, không. Rất, nhưng mà con muốn, chưa muốn. Cổ chưa muốn. Cổ vẫn còn yêu con, mà còn yêu không? Cổ còn yêu con không? Còn yêu, mà trở thành sư chú còn yêu nhiều hơn nữa. Tại hồi xưa đó, ông này chỉ là ông tài xế. Ông này chỉ là cái ông tài xế lương năm 200 mấy chục ngàn, thì cũng có những người làm hơn 200 có không vậy? Có. Nhưng mà ông này hồi xưa cũng có biết uống bia, cũng nhậu nhạt, bây giờ lại bỏ hết những cái đó. Tức là ông này trở thành là phớ phật của người chồng rồi, phải không? Ông này ngày xưa bảo phải thủ đủ mọi thứ để mình dành cái tài sản để mình nắm sợ cho bên chồng bên vợ. Bây giờ ông này là giao hết, nhà cửa giao cho bà đứng hết, phải không? À, tức là ông tranh chấp giao hết. Nhưng mà cái tài sản đó là cái vật vô tri, nhưng mà ông chồng là cái vật hữu tri nè. Thì bây giờ bà rất là đau khổ. Thầy biết vợ con rất là đau khổ. Thì nếu quý vị ở vào cái giai đoạn đó,
tính cho ông này tu vô duyên mà giờ ông quyết định là ông không xả giới ông tu luôn thì quý vị có khổ không? Tao chết tại chồng mình nó đứng cái đó mà mình không có rớt nó được, rời cũng không được. Mà ông là chịu ăn chay chứ bà xã ông chưa chịu ăn chay, đúng chưa? Hai người ăn chay hết rồi đó. Thành ra bây giờ thầy cũng khổ lắm, là nếu mà gia đình nó đang hạnh phúc mà con tu làm sao để cho mấy đứa con sau này nó không có quan phật hả? Mà tôi ca tụng cái giới duyên mà cả từ lúc này nó đã đời mẹ tôi không có tăng đi, mà tôi ca tụng cái tu có công đức thì nó vô nó tu, nó bỏ vợ bỏ con thì tôi cũng văn cũng là khổ cho những gia đình sau thành mọi vị trí này khó lắm, thấy không? Khó lắm. Hồi xưa giả nó khác, nó không có internet, nó không có live stream, thành ra cái nhóm nào mà hòa thượng muốn có cái chủ tự xuất gia hòa thượng giảng riêng, giảng để nói về cái người phục vụ chúng sanh hay. Rồi khi nào mà hòa thượng muốn giảng cho cái đám cư sĩ thì hòa giảng hòa thượng ca tụng cái cuộc đời của người tại gia. Còn bây giờ hở cái là mỏ nó đưa mẹ nó lên trên hết rồi, ai cũng nghe hết, live stream nó share ra, thành ra mình rất là kẹt khó giảng. Hồi xưa muốn giảng để khuyến khích người ta xuất gia và giảng trong một nhóm thiết chút nào đó, và khi nào khuyến người ta ca tụng cuộc đời tại gia và giảng về duyên mặt trời. Cho nên từ cái chỗ này nè, chư pháp không tướng, trước đây 3 năm là tướng anh tài xế, tướng ông chồng, bây giờ con hiểu đạo lực trở thành hình tướng của một ông thầy, bây giờ cùng đi ra phi trường, con với vợ con cùng đi qua những pháp tu, thì người ta gặp con đi, người ta có chào con, người ta có xá không? Có xá không? Có không? Con mặc đồ gì có xá không? Rồi có xá vợ con không? Hả? Ủa, sao kỳ vậy? Ở Mỹ đó, ông tổng thống được kính nể thì bà tổng thống được kính nể không? Phải không? Rồi ông giám đốc đó được kính nể thì bà giám đốc cũng nể. Còn tại sao ông thầy lại cho bà thầy không được kính? Không biết. Nhiều cái đó là người vợ đã thấy mặc dù chồng còn ở đó mà mất rồi. Thành ra cái mà ông sống trong gia đình mà ông này tôi mới xả thì ông không có xả, ông muốn tu luôn. Và ông hầu như nếu mà thật sự, nếu mà không dính cái mắt con út mà con được qua đây ở luôn á, có lẽ con ở luôn với sư phụ luôn, có phải vậy không? Không về út luôn, nhưng mà về kẹt là ở luôn không được. Cho nên cái chỗ này chư pháp không tướng, nhưng mà hiện tại con kẹt vào cái tướng đó, con có kẹt vào cái tướng đó con, cái tướng của ông thầy, cái tướng của ông thầy và cái tướng của anh đại sĩ. Cho nên hiểu được cái chỗ này mà còn kẹt vào tướng tức là còn trụ. Mà lục tổ nói hả, mà đi tới cái chỗ tu làm sao đó là vô sở trụ, vô sở trụ. Thành ra đó kẹt vào cái tướng mà cái tướng tăng tướng, đương nhiên ông này tại đây tụi con biết chứ, nếu mà tụi con gặp ngoài đường ông này ông đắp thì về mặt mày là tụi con có đỉnh lễ, tụi con có cúng dường không? Có. Thì cái tăng tướng của Đức Phật để tại đầu tròn ông Du, tăng tướng của một vị thầy nó có cái phước. Nhưng mà thật khi mà trong kinh Bát Nhã Phật nói chư pháp không có tướng, thấy được cái tướng ông thầy vẫn là cái giả tướng, thấy được cái tướng ông tài xế cũng là giả tướng. Mà thật là các tướng do duyên sanh. Lần đầu tiên năm vị đệ tử của Phật là năm anh em Kiều Trần Như, sau khi mà ngộ đạo rồi là ngộ cái câu gì? Ngài Ác Vệ, ngài mới đi một vòng, ngài gặp ngài Xá Lợi Phất mới giảng pháp. Ngài Xá Lợi Phất vậy ông ngộ được cái gì? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thì trở lại vấn đề cái tướng đại đức, cái tướng tỳ kheo này do nhân duyên đầy đủ thì nó thành đại đức thượng thọ, hết nhân duyên nó trở thành thằng tu ri, thằng này thằng nọ. Cho nên nhìn rõ chỗ đó là chư phật không có tướng nào thật, mà các tướng do duyên sanh, hết duyên thì mất tướng. Những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 khi đất nước miền Nam chưa bị lục binh bỏ rơi, quý vị có tướng ông này không? Tướng quận trưởng, tướng tỉnh trưởng, tướng hạm trưởng, tướng tư lệnh vùng này, tướng tư lệnh vùng nọ, tướng này tướng kia, có không? Đầy đủ hết. Sau khi Việt Cộng vô rồi quý vị vô trong trại tù, ông này là ông gì? Ông này là tỉnh trưởng này,
ông này là thượng nghị sĩ này, ông này là giám đốc danh sách này. Quý vị nhìn sao? Lúc đó đó, quý vị mới nhìn được cái thật tướng của mấy ông. Không có cái gì hết. Cho nên lúc đó quý vị cắt tháo từ viên xanh. Khi mà đủ tú tài đi vào trong các vũ trường vô Đà Lạt thì ra bao nhiêu mấy năm được thiếu quý, vô biên tập chiên phá 1, phá 2, phá 3 thì vô ra phá 4, ra là đại quý. Rồi vô Thủ Đức là bao nhiêu, rồi các pháp từ chiên sanh hết duyên, miền Nam bị đồng minh bỏ rơi và chúng ta sụp đổ thì chúng ta bị mất hết tất cả chiếc tướng. Cho nên hiểu được chiên pháp không có cái tướng nào mà thật sự hết, mà chúng ta kẹt vào cái tướng đó là chúng ta sẽ đau khổ. Mà hiểu được chư pháp không có cái tướng nào bền, các pháp do duyên sanh, các tướng đại quý, đại tá, tỉnh trưởng, các tướng ông này bà nọ là do duyên mà sanh. Hết cái duyên thì nó mất, các tướng hết duyên thì nó mất. Ngay cái chỗ đó mà cái người hiểu được cái này về nghiền ngẫm lời nói của thầy là quý vị chứng ngay cái sơ quả tu đầu hoàng. Sơ quả tu đầu hoàng là quý vị có luân hồi 7 lần, quý vị chỉ đi trong cõi trời và cõi người, và quý vị có tái sanh vào đâu, quý vị không còn chạy theo cái giả tướng, mà quý vị thấy chư pháp không tướng, tất cả đều do duyên mà sanh. Cái làng Di Đà này không phải là do duyên mà sanh ra không? Hả? Rồi cái một ngày nào nó hết duyên, không còn cái người nối tiếp ngồi ở chỗ sư phụ để tiếp tục làm những việc cho sư phụ, không còn có những tăng ni nhiệt tình như thầy Tiểu Binh của Hồng Đức, những vị tăng trong này, không còn có những người đưa đón nhiệt tình như chú Tư, không còn có những ông già bà già, không còn có cô Diệu Phước đi lượm rác. Thì khi mà hết duyên, cái làng này nó sẽ mất uy tín và nó sẽ sụp. Và các pháp từ duyên sanh mà hết duyên là nói chuyện. Hiểu được chỗ này là chư pháp không có cái tướng nào mà lâu dài hết. Và như bây giờ ông Trung, ông đắc cử nhiệm kỳ này, ông đang là cái tướng tổng thống. Nhưng mà nếu mà ông đắc cử được nhiệm kỳ nữa thì cũng là tổng thống. Nhưng mà ông được làm 2 nhiệm kỳ 8 năm rồi, nhiệm kỳ thứ 3 không thể nào ông đậu được. Thì hồi xưa thì dân Hoa Kỳ nó không để cho một đảng nào nắm cầu bạch ốc quá 3 nhiệm kỳ, phải không quý vị? Cho nên rồi ông cũng xuống như bao nhiêu người khác đó. Từ chỗ đó thì con hiểu được chư Phật không tướng. Thì mình ứng ý vào những cái thuận duyên của mình đã có, để rồi mình nói ta là tướng ông này bà nọ. Và khi mà nó hết duyên nó đi, chúng ta cũng không buồn. Và chúng ta nói là Đức Phật nói các pháp từ duyên sanh, hết duyên thì các pháp diệt. Thân tứ đại này đất nước giá lửa còn hoàn hộ thì không bệnh, không hoạn, không cần đi trị bệnh. Mà khi đất nước giá lửa không hoàn hộ thì bắt đầu tiểu đường, cao máu, thấp khớp, nhịp tim không đều, mở đóng. Thì chúng ta đi vào con đường để mà chuẩn bị các pháp hết duyên thì diệt. Và chúng ta hãy hiểu rõ là như thế. Khi hiểu được tướng xong thì nó không sanh và nó cũng không diệt. Cái gì sanh ra? Thật sự đó, cái thân tứ đại này có sanh ra. Nhưng mà Phật tánh có sanh không? Phật tánh có diệt không? Phật tánh không sanh và không diệt. À, rồi á, cái thân này nó có dơ có sạch. Nhưng mà cái Phật tánh có dơ và sạch hay không? Cho nên Đức Phật nói không Phật tánh, không sanh, không diệt. Phật tánh không dơ, không sạch. Và Phật tánh không thiên, không bớt. Cái Phật tánh này ở cái tên nhà giàu nó cũng không thiên, mà ở cái tên nhà nghèo nó cũng không bớt. Ở trong này, ở trong này giàu nghèo tụi con khác nhau do cái nghiệp đời trước. Người thì có trong tay bạc triệu, người có trong tay vài ngàn. Nhưng mà cái Phật tánh của cái người nghèo và Phật tánh của người giàu coi như không thiên và không bớt. Cho nên ở trong cái Phật tánh nó không có sắc. Ở trong cái chân không, tức là cái Phật tánh nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng hành thức và không có mắt tay mũi lưỡi. Cái Phật tánh này á, là cái tâm gốc, nó không có mắt tay mũi lưỡi. Cái mắt tay mũi lưỡi này là do Phật tánh mà có, nhưng mà nó lại kèm theo một cái là ý thức. Cái ý thức đó là quyết định tội và phước. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cùng nấu ra một cái món cà ri, trong cà ri đó nó có vị cay, và cái người ăn cay được thì khen cà ri sao quý vị? Ngon. Người không ăn cay được thì khen cà ri sao? Dở. Sầu riêng là thơm hay thối? Thơm đối với người Nam, người Trung và người Mỹ thì nó là thối.
cho nên không dơ không sạch. Cái cầu cá tra dơ hay sạch? Dơ. Nhưng mà quý vị thấy có những con cá tra sống ở dưới, khi mà cái cầu cá tra người ta đi cầu xuống nó có ăn không? Nó ăn. Như vậy cái dơ là đặt trên cái nghiệp của loài người, nhưng mà cái nghiệp con cá tra cái đó là sạch. Quý vị hiểu chưa? Từ cái chỗ đó nó không dơ không sạch mà không có cảm thọ, cái cảm thọ không đúng. Vô ngồi trong đây, quý vị là những người biết được pháp vậy, tôi nói từ sáng tới chiều quý vị vui không? Nhưng mà quý vị đưa một người nào họ không có biết được pháp vậy mà họ đang có một cuộc hẹn với cái cô bồ của họ, với bồ đề, mà họ hẹn 3 ngày, họ từ tối họ qua, nhưng mà vì nể ông già của họ ngồi ở đây, thì mỗi một giờ ngồi ở đây mà tôi kia cái text message, thì cái người ngồi trong đây có biết được mình pháp vậy thì giả không? Thì anh đó, anh từ Úc anh qua, anh đã hẹn với một cái ý chung nhân là ở dưới Bèo Re. Nhưng mà có 3 ngày thôi, mà bữa nay là ngày hoàn mãn. Mà cô đó cũng cái tết hoài, ở nước Hoang chờ đi, chờ đi. Thì ba má của cái anh này thì ngồi đây rất là vui vẻ, thầy giảng bao nhiêu không mệt gì, nếm được cái mùi pháp vị. Còn anh này anh cứ ngồi trong để hẹn với người kia, thì thời gian anh ngồi đây là địa ngục trần gian không? Địa ngục trần gian. Thì như vậy cái cảm thọ hạnh phúc và cái cảm thọ đau khổ không thật. Cho nên Đức Phật nó không có thọ. À, không có thọ. Và cái tưởng rất là quan trọng. Cái tưởng rất là quan trọng. Cái tưởng chúng ta dễ bị được. À, bây giờ quý vị tưởng không? Quý vị tưởng? Quý vị muốn thử cái tưởng không? Nha. Bây giờ giả sử như ngày mai quý vị thực tập đi. À, thực tập đi. À, một cái người nào đó đang đi đó, mà cái người đó không nói gì quý vị hết. Cái người đó đang ngồi nói chuyện về cái vấn đề mà cá nhân của họ làm ăn, nhưng mà quý vị vừa đi ngang qua cái họ ngưng họ nói, nhưng mà ngược lại họ đang nói về một cái người thợ. Ví dụ như mình tin Tâm mà họ nói tới ông Tâm đó, nhưng mà ông Tâm đó là thợ neo chứ không phải ông Tâm đi tu chỗ này. Mà vừa đi ngang thấy mình cái họ nói tới chuyện Tâm thì họ im, cái mình thắc mắc, cái mình đi lại lần nữa, mình đi ngang thấy cũng nghe chuyện Tâm, cái là ngưng. Là 3 lần như vậy mình có im không quý vị? Mình tưởng là nói xấu mình. À, tưởng cái thọ gì, cái tưởng, từ cái tưởng bậy thì đi cái hành động bậy không? Bởi vì Tào Tháo sau khi bị giấy, Tào Tháo bị giấy tướng về Thọ Địch, ông mới nhớ lại là ở cái tỉnh Chiết Giang này có một gia đình Diêm Quậy rất là giàu, mà cái người này hồi xưa là một vị quan trong triều, mà thời gian đó ông lại phong chức cho ông này, ông này về hưu rồi, thành ra khi mà biết Tào Tháo đánh với ai có gì biết không? Hả? Lưu Bị dây, ông gần chết rồi. Ông chạy vô cái nhà cái tên Nguyên Quậy đó, hồi xưa là còn chưa về hưu thì rất thân với ông. Thì ông chạy vô với khoảng 10 tên cận sĩ, còn bao nhiêu lính chết này, Lưu Bị bắt hết. Thì ông vô tới đây ông mệt quá, thì cái người này mới là lâu quá mới đầu thừa tướng, quan lâm đệ xá. Thì ông nói vậy, tao mệt quá, nhà ngươi cố gắng giữ gìn, đừng cho biết Lưu Bị nó biết ở đây, nếu không là diện binh của ta chưa tới. Diện binh ta 3 ngày nữa mới tới. Cho nên yêu cầu là đừng có làm cái gì biết ta đã trốn đây. Thì Tào Tháo mệt quá mới nằm nghỉ, mà ông vẫn là rất là cẩn thận. Ông sai 10 vệ sĩ đứng ở trong phòng và 10 vệ sĩ đứng gác ngay đầu cái đầu cửa để có gì mà báo cho ông. Thì trong lúc mơ màng ngủ thì nghe tiếng hai vợ chồng mà cái người thừa tướng ngày xưa mà cái ông quan mà ông triều mà chưa về hưu đó, bây giờ bắt một tên hay là bắt hết? Thì ông kêu cái bắt hết. Rồi hỏi vậy chứ nếu mà bắt một tên thì không đủ. Rồi hỏi vậy giết một tên hay là giết hết? Thì hai cha con đang nói chuyện với nhau, giết là giết hết mới đủ, chứ còn giết một tên thì không đủ. Thì nói qua nói lại như vậy thì ông nghe. Ông nói, ông có kêu lính chuẩn bị đi. Mày có nghe nãy nó nói gì không? Nó nói là bắt hết, không chừa tên nào hết, còn giết là giết hết, chứ giết một tên là không đủ. Như vậy là cái tên này nó phản rồi, nó thấy ta Sa Cơ bị luôn bị dây rồi, có nghĩa là nó giết ta và giết hết. Nhưng mà khoan, chờ một chút coi, coi nó làm cái gì. Thì chút xíu nó thấy thằng con nó mới chạy, nó đi tiếng, nó xuống cái chỗ xà ngựa, nó dắt con ngựa, nó chạy cà ken. Thì Tào Tháo bắt đầu mới nói đúng rồi, cái này là nó đi chạy nó báo vô Lưu Bị nè, ha, để Lưu Bị mới có khả năng giết được, chứ làm sao nó giết được. Lúc đó ông mới xuống, ông chém đầu cái tên mà hồi xưa là cái cẩn thận của ông mà về hưu, chém hết cái gia đình. Ông chém hết rồi thì thằng con trai mới chạy về, thế là nó chở một bầu rượu.
thì nó chạy vô nó kêu ba má ra đây đỡ rượu vô nó đãi coi như là thủ tướng Tào Tháo. Thì ông nói thầy giết hết rồi. Ông tại sao vậy? Tại vì hồi nãy đó ta nghe là con nói với ba con là giết bắt hết hay là tha, và giết hết không? Nó chứ không phải, trong nhà con có 10 con gà, mà bây giờ con hỏi ba con là bắt hết 10 con gà đãi thừa tướng hay là bắt một con, thì ba con mới nói là một con không đủ. Rồi con hỏi giết hết hay là 10 con, giết hết hay là giết 1 con, thì con nói giết một con thì không đủ đãi thừa tướng, giết hết 10 con và con mới đi mua lũ, chứ đâu phải giết gì thừa tướng đâu. Ông nói vậy hả? Thà là ta phụ các ngươi hơn là các ngươi phụ ta. Từ đó Tào Tháo bị mang tiếng là đa nghi như Tào Tháo. Người ta bắt 10 con gà thì thằng con hỏi bắt hết hay là bắt một con, thì ông tưởng là bắt ổng và bắt luôn 10 cái người vậy, rồi hỏi là giết hết một tên hay là giết hết hay giết một tên, thì ông kêu là giết hết mới đủ. Rồi đi mua rượu thì tưởng đi bó quan, và lúc cuộc ông giết hết gia đình người ta rồi, sau cuộc ông biết là ông giết lầm, thì ông nói câu thà là ta phụ các ngươi chứ hơn là các ngươi phụ ta. Từ đó Tào Tháo được lịch sử ghi là đa nghi như Tào Tháo. Cái tưởng của chúng ta là cái nhiều tội nghiệp lắm. Rồi cái thức của chúng ta đó nó cũng sai lầm. Tùy cái trình độ kiến thức mà chúng ta cái nhìn nó khác nhau. À, cái thức không giống nhau. Cái thức hoàn toàn không giống nhau. Cho nên một vị hòa thượng ngài nói thế này: cái hình tướng này do đâu mà ra, kinh Lăng Nghiêm này do đâu mà ra, cái điện thoại cell phone do đâu mà ra, cái quạt trần do đâu mà ra, cái người cả đời không bao giờ thấy cái quạt trần kêu là cái gì? Máy chém. Vì cộng hồi vô miền Nam nó kêu gì? Máy chém, được chưa? Cho nên vũ trụ, tất cả những sự vật vũ trụ nó có tên là do cái gì? Do cái tri giác của người ta đặt ra, do cái tri giác của con người đặt ra, do cái trình độ tri thức của con người đặt ra. Hả? Quý vị quý kinh không? Quý vị quý kinh Pháp Hoa không? Quý kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Quý. Vì ở trong này đó, nói là ai tụng kinh Pháp Hoa nó dù cho tạo tội hơn đối cả, chẳng nhọc diệu pháp dài mã hà. Chúng ta quý cái quyển kinh này là vì cái quyển kinh này nó giúp cho chúng ta hết tội. Hiểu chưa? Như vậy rõ ràng chúng ta quý quý kinh Pháp Hoa là chúng ta quý chúng ta. Chúng ta quý kinh Địa Tạng là vì cái Địa Tạng này cứu giúp cho cha mẹ chúng ta. Mà cha mẹ chúng ta, tại sao chúng ta quý? Vì chúng ta đặt cái bản ngã lên cha mẹ chúng ta, tức là chúng ta quý ta. Tại sao chúng ta quý cháu nội chúng ta? Tại vì chúng ta đặt cái bản ngã lên cái thằng con trai, và thằng con trai nó đẻ ra thằng cháu nội, chúng ta đặt cái bản ngã lên thằng cháu nội. Thành ra từ chỗ đó, quý vị hiểu rằng khi mình hiểu đạo rồi, chúng ta đều bị cái tri giác này nó lừa dối chúng ta, để rồi chúng ta chạy theo cái điên đảo về vọng tưởng. Nhớ nha, không có mắt, không có tai. Cái tai này khi vui thì chúng ta nghe cái gì cũng vui, mà khi buồn thì sao quý vị? Nghe cái gì cũng buồn. Cho nên con mắt cũng vậy. Rồi cái sắc thinh hương vị xúc không có cái gì mà là thật hết. Không có thật. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Nhưng mà cái buồn gì cái đó là do cái ý thức của chúng ta, do cái ý của chúng ta. Và không có vô minh cũng không có cái hết vô minh. Mục đích khi tu, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Cái bài pháp để đầu tiên Đức Phật dạy là chúng ta: con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Kêu quý vị xuất khỏi cái thế tục gia để mà quý vị đi lần tới cái xuất thiền não gia. Nhưng mà sau khi mà quý vị tu thời gian rồi đó, thì quý vị phải lục độ ba la mật, là phải trở về hoằng pháp độ sanh, không được bỏ vợ bỏ con. Cho nên không có vô minh và không có cái hết vô minh. Ni sư Như Thủy ngài xuất gia lúc mười mấy tuổi là Ni sư Như Thủy đi tu với cái nguyện gì? Chấm dứt luân hồi sanh tử. Chấm dứt luân hồi sanh tử. Phải như sư Như Thi đi tỷ. Sư phụ ngài xuất gia ngày xưa, sư phụ cũng đi tu với hạnh nguyện là gì? Hòa thượng giảng như vậy: ở đời này có bốn cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ. Có không?
rồi thương yêu phải chia lìa khổ, tức là ái biệt ly, quán tánh hội, người quan gia mà phải ở chung, cầu bất đắc khổ, phải không? À, nhưng mà rốt cuộc rồi sau khi tu thời gian rồi, thầy nói thầy sẽ trở lại cõi này, thầy không sợ sanh tử nữa, mà trở lại cõi này là còn gì đâu, còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết. Hồi đó chúng ta vì vô minh cho nên chúng ta ở trong cái bò lìa lửa này kêu là cái nhà sanh lão bệnh tử. Mà tại sao khi hiểu đạo rồi thì lại quay vô trong cái nhà lửa này? Cho nên Đức Phật nói theo cái hạnh nguyện của A-la-hán là hết vô minh, nhưng mà theo cái hạnh nguyện của Bồ-Tát, nhất là Bồ-Tát Địa Tạng, thì không có cái hết vô minh. Vì ngày nào một chúng sanh mà coi như chưa thành Phật thì Bồ-Tát có thành Phật không? Không thành Phật. Cái chỗ này quý vị để ý là cái đó là cái nghĩa, cái nghĩa thật sự mà chúng ta hiểu lầm. Thật sự ngày nào đĩa là dày chất, đĩa là trong đĩa, tạng là cái gì chứa những cái gì mà chúng ta học hỏi từ khi có mặt tới giờ, chúng ta kết nối thành là một cái tạng thức, tức là một cái nơi chứa bộ nhớ, nó kêu là cái gì quý vị? Trong cửa biểu tượng kêu là gì? Cái gì? Cái bộ chứa kêu là gì? Hạt quen. Thì như vậy chúng ta từ nhỏ tới giờ chúng ta chứa nhiều gì không? Ừ không. 12 năm ở high school, 4 năm ở đại học, phải không quý vị? Rồi lên bác sĩ học thêm 4 năm specialist, rồi học làm vợ, học làm chồng, học làm dâu, học làm rể, học làm sĩ quan, học làm tất cả mọi chuyện, học làm thằng tù, bao nhiêu cái đó kêu là tạng chứa đủ, phải không? Nhưng mà ngày nào mà một cái tâm niệm của chúng ta nó còn tham sân si thì ngày đó cái tạng thức của chúng ta làm sao mà trở thành cái tạng thức của ông Phật được, hiểu chưa quý vị? Phải đại nguyện như thế. Thật ra cái hiểu rõ cái quyền nghĩa kinh Địa Tạng, ngày nào mà một cái chúng sanh còn ba đường ác, ngày đó ngài không thành Phật. Thì tôi nói rõ ngày nào mà trong cái tạng thức của tôi có tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt là gì? Nhãn thức. Tai là gì? Nhĩ thức. Mũi là gì? Tỷ thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thức, ý thức. Sáu cái thức đó, rồi cái thức chấp ngã. Cháu tôi, nhà tôi, chùa tôi, cha mẹ tôi, kêu là mạng năng thức. Và cái tạng thức là cái thức thứ 8. Ngày nào mà trong cái bát thức của tôi mà nó có một chút sanh mà nó còn tham sân si, đương nhiên nó chưa thành Phật, thì ngày đó cái tánh biết, cái tạng thức, cái tám thức của tôi không thể thanh tịnh để thành ra là một cái ông Phật được, hiểu chưa quý vị? Khi hiểu đạo rồi, quý vị phải nắm vào cái bài kinh Bát Nhã này. Cho nên khi có người nói tôi, chị tôi đã dạy tôi, ông ráo tu đi, bài cho chỗ này làng kia, điều như mấy cái bà già nhức đầu lắm. Ở ngoài đời người ta có bà già thì chịu không nổi rồi, mà ông kéo chị vô đây cái đóng gì để rồi ông xử hết chuyện này chuyện kia. Tôi nói chị, tại vì cái bài kinh Bát Nhã này hồi xưa mình vô chùa thì mình hôn lắm, mình dạy để mình ăn trên ngồi trước, dạy để mà mình giành địa vị, mình cố gắng mình đánh chuông cho giỏi để mình đi chuông mỏ về cái pháp khí, rồi tụng để mình tụng kinh cho hay để mà mình được nắm làm chủ lễ, rồi ráng học pháp vào cái trường đại học giảng hạnh này kia để mình học lấy cái bằng bao nhiêu là để mình giảng sư, để cái bằng cao đẳng Phật học để mà mình giảng, để mục đích cuối cùng mình là được ăn trên ngồi trước có tín đồ. Nhưng mà cái đó là ta thấy rõ rồi, rốt cuộc rồi mình nói mình hết vô minh, nhưng mà thật sự ở ngoài đời vẫn tham, mà vô đây vẫn tham chuyện khác. Ở ngoài đời tham vợ, tham con, tham nhà, tham cửa, ở trong này tham chùa, tham Phật cao lớn, tham tín đồ, và tham có nhiều thùng phước xưa, tham có ảnh hưởng, thì như vậy có hết không? Cho nên khi mà hiểu được đạo rồi, em đọc cái kinh Bát Nhã này, không có vô minh và không có hết vô minh. Bây giờ rõ ràng lắm, thầy để ý khi mà ông chưa hiểu đạo
thì ông thấy vợ là vợ, con là con, cửa nhà là cửa nhà, cho nên ông chạy overtime dữ lắm, thấy không? Lúc đó chạy mới 250,000 năm, nhưng mà sau khi nghe pháp của thầy rồi thì ông làm sao? Ông mới nói rằng con là nợ vợ quan gia cửa nhà, vậy thì ông chỉ muốn giảm sanh. Thật sự con giờ con chỉ muốn giảm sanh về Tây Phương, đúng không? Vì ông mới đánh tu nha, và ông thấy con là nợ vợ quan gia cửa nhà, ông thích nữa mới đi, thấy không? Như vậy rõ ràng là cái lúc này là phải chỉ cho ông, khi chưa tu thì giảm pháp thấy con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, mà khi ông này đó ông bắt đầu chấp pháp, hồi chưa là chấp thế gian thì mình phải giảng cho ông buông, nhưng bây giờ ông buông thế gian để ông chấp vào pháp, ông chấp vào giảng sanh, ông chấp vào cái cõi thanh tịnh ở trên kia, để rồi chi? Thì lúc này phải giảng, lúc này con, lúc này con phải trở lại không có hết vô mình, mà con phải ở lại cạnh vợ con để phục vụ vợ con là cúng dường chư Phật. Rồi hỏi đi. Tức là thấy cái giả tướng, thấy cái giả tướng, hỏi đi. Rồi hỏi đi. Thấy giờ Phật chỉ bên thiện vậy là nếu mà mới bắt đầu vào tu thì thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng mà khi tu thời gian thì không thấy núi, không thấy sông. Tu thời gian thì lại thấy núi, thấy sông. Cái là đúng rồi, cái là giả cái sự vụ. Cái lời nghĩa này nè. Thật sự lúc chưa tu đó thì thấy con vợ là con vợ, nhà là nhà, con là con, là thấy được cái giả tướng thôi, thấy được cái giả tướng thôi. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, mình mê làm mình chết sống vì con vợ đó, phải không? Cái gì cũng để dành cho nó, mình nghĩ cho kỹ mình, nhớ nó không có bà con gì hết, phải không? Con mình, vợ mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại không bà con chi, thành ra đi tu. Nhưng mà lúc này không được nè, thành ra khi mà chưa tu đó thì mình thấy có vô mình, mình mới tỉnh giác, mình thấy những cái sắc đẹp huyền ảo, vợ chồng chỉ có hợp vợ có tan, vậy khi con biết được cái đó rồi, nhưng mà biết rồi mà con cắt cái cục, con diễn cái cục luôn, con cùng ở trong nhà với vợ con giữ trọn vẹn thầy phiên con tu vô duyên thì con tử giữ luôn, không có chuyện dâm dục với vợ, không đi làm nữa, và bây giờ con chuyên thờ pháp tụng kinh niệm Phật đàng hoàng, phải không? Ngày tụng mấy thời? Hai thời. Sáng tụng cái gì? Sáng là nghiêm. À đây nè. Chiều Di Đà. Rồi vậy thôi ha. Thời sáng là nghiêm, chiều Di Đà. Còn thỉnh thoảng có làm gì nữa là có sám hối được không? Sám hối. À, có hai thời sám hối. Bây giờ chương trình ông là sáng lên nghiêm, chiều Di Đà, thỉnh thoảng, rồi cái ngày tầm mùng 1 tụng sám hối, đúng không? Rồi bây giờ không có đi làm nữa, bỏ hẳn luôn. Dạ, không nhận về luôn, không có thể không đua đòi nữa. Rồi ở nhà ai nấu ăn, ai rửa chén, ai chùi nhà, ai làm cái chuyện gì nhà? Dạ thì con thì cái trước thì rửa chén thì con ăn con tự rửa rồi. Dạ. Bà muốn rửa. Dạ. Có chia sẻ với vợ không? Hay là giao việc để vợ làm, ai làm nhiều việc nhà? Cậu nấu ăn, cậu nấu uống. Thật sự con nên nhớ kỹ, hiểu được cái bên Bát Nhã là phải đi cho đúng. Lúc đầu vô đó thì ai cũng dạy cho mình thấy con là nợ vợ quan gia. Như bây giờ thầy biểu những người này là bớt thì neo lại, bớt đủ thứ lại, nhưng mà giảng được cho tụng tỉnh không. Nhưng mà tới cái lúc này phải đem lại kim Bát Nhã ra để chấn chỉnh tụi con lại này. Hồi đó là tham những cái thế gian, bây giờ tụi con chạy theo cái pháp Phật mà tụi con chỉ nếm một mình con thì tụi con vô tình, tụi con ích kỷ, tụi con đeo tìm được an lạc một mình con. Và chẳng hạn như bây giờ cái ngôi nhà đó mà nó đã ốp rồi thì thầy không nói. Nếu mà ngôi nhà nó còn nợ, nhà đã ốp rồi phải không? Rồi tốt. Nhưng mà mấy đứa con
thì nó đã trưởng thành chưa? Rồi, coi như ok, ở riêng rồi. Còn đứa nhỏ, đứa nhỏ 15 tuổi, con phải tròn bổn phận với cái đứa nhỏ đó đối với sư phụ, chừng dạy như vậy. Vì sư phụ không muốn là nó sẽ quán con, nó quán Phật. Mình đi vào con đường giải thoát mà để con mình gieo cái nghiệp duyên với tâm bảo là mình không có từ bi. Cho nên ở trong này nói là không có vô minh, mà cũng không có cái hết vô minh. Đầu tiên á, dạy cho con vô minh á, chỉ vậy, nhưng mà nói này không hết vô minh là phải ở lại đi nha, với thầy đó. Sau khi hồi đó thầy vô và thượng thầy nói, phải đi tu đi, bỏ hết đi. Nhưng mà sau khi bây giờ rồi đó, thì thầy thấy lại là ngày Địa Tạng á, ngày cái chịu ở hoài trong cái cảnh địa ngục này, như là ngày đâu có hết vô minh đâu. Rõ là ai cũng muốn về cực lạc, ông nào cũng cảnh nào cũng đẹp, mà ngày Địa Tạng này là chọn cái cõi này. Ni sư Như Thủy ngoài đi tu thì bà cũng muốn chấm dứt luân hồi, để trong đó nó sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ đầu tiên. Mà bây giờ bà chỉ tôi rút tập trung, bà muốn trở lại làm gì quý vị? Làm bởi đâu? Làm bởi người. Bà lên phóng tò, bà dạy cho người ta đừng có vô minh, đừng có chạy theo cái vợ chồng con cái. Mà bây giờ bà lại trở lại cõi này, tức là bà có hết vô minh chưa quý vị? Đó là nếu mà hết vô minh thì về cực lạc. Nhưng mà về cực lạc thì sao? Là coi như không làm tròn cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên trở lại đây vô cái nguyện, người ngoài thế gian thì thấy là chỉ tôi vô minh, người chưa hiểu đạo thì thấy thầy Tông Lai không phát nguyện giảng sanh là thầy Tông Lai vô minh. Nhưng mà đối với thầy đó, thì qua làm đúng ngoài bản của chư Phật là không có cái hết vô minh, tức là phải ở chung với những chúng sanh này để tiếp tục làm cái con đường khai mở trí huệ cho họ. Mà không có cái già chết, già chết là cái thân tứ đại nào? Người nào dựa lên cái thân tứ đại này cho là thân của mình, là mình á, thì người đó có già và chết. Mà người đã tìm được cái Phật tánh của mình rồi, cái Phật tánh có già có chết không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, như trong bài kinh mà Đức Phật giảng Thủ Lăng Nghiêm cho ông vua Ba Tinh Nặc Đại Dương, ông có một cái bất tử. Chỉ là Như Lai chỉ cho thì vua Tinh Nặc hỏi vậy, cái nào bất tử? Cái gì nó nhăn, nó bạc, nó biến đổi theo thời gian thì nó cái đó sẽ bị sanh diệt. Cái gì nó không nhăn, nó không bị nheo, nó không biến đổi trong thời gian, cái đó bất sanh bất diệt. Bây giờ cái da mặt có nhăn không? Nhăn. Cái này có hoại không? Hoại. Con mắt nó có sụp, nó có nhăn không? Sụp. Rồi bàn tay có đồi mồi không? Tay có nhăn không? Nhăn. Càng cổ thì hồi trẻ thì nó căng ra, bây giờ già nó có nhăn không? Những cái đó, cái gì có nhăn có nheo, cái đó hư hoại, thấy không? Nhưng mà về cái tánh biết của quý vị, tánh biết của quý vị, quý vị biết nước 10 năm trước cũng là nước, 20 năm cũng là nước, 100 năm cũng là nước, cái biết không thay đổi. Và như vậy cái gì mà nó bị chi phối bởi nhăn, nheo, tóc bạc, răng long, cái đó là vô thường. Cái gì có tướng thì giai thị hư vọng. Nhưng mà cái tâm cái gì có tướng không? Vì không tướng cho nên nó bất tử. Cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Kể cả cái quả địa cầu này cũng là điều vô thường hết. Cho nên không có cái hết vô minh là các bậc Bồ Tát phải phát nguyện trở lại cõi này. Hồi đó tu để chấm dứt luân hồi sanh tử, mà muốn trở lại cõi này có luân hồi sanh tử không? Lại bị luân hồi sanh tử chi phối. Và không có già chết. Và khi trở lại là không có hết già chết. Trở lại là bản thân là phải có già chết nữa. Hiểu chưa? Đức Lạt Ma Lạt Ma, ngài đã trở lại cõi này mấy lần rồi? 14 lần. Mà giờ ngài nói ngài sẽ trở lại nữa. Tại sao ngài trở lại nữa? Vì giấc Tây Tạng chưa được tự do. Chứ hồi đó ngài có một thời gian đặt lại lòng ma thì muốn không trở lại nữa. Như vậy ngài đâu, ngài không thoát khỏi cái già chết. Vì ngài còn phát nguyện tái sinh trở lại. Mà tái sinh trở lại là không còn, nghĩa là thoát được cái ông chẳng phải bị sanh lão bệnh tử chi phối. Và ông phải cái quan trọng nhất là không có trí huệ và không có chức năng. Không có trí huệ và không có chức năng. Tại sao vậy? Hả? Ông Thủy, ông đang làm tài xế năm 250 ngàn, vợ đẹp con xinh, bắt đầu giảng cho ông khai mở trí huệ. Ông bỏ vợ bỏ con, không tha thiết gì cái chuyện thế gian, vào tập tu ổng tu. Thì ngày xưa là chấp vào vợ con, bây giờ chấp vào pháp của Phật, cái hành trì của tu. Thì như vậy người ngoài thì thấy ông có trí huệ, nhưng mà với chư Phật
thì thấy ông không có trí huệ, vì ông còn trụ vào một cái gì đó. Đạo phải là lưu thông. Thật sự cái người tu phải giải thoát. Hồi xưa ông bị trói buộc bởi cái nhà, trong vợ, đứa con, cái xe vận tải, một năm mấy trăm ngàn, 401k và stock của hãng. Và bây giờ ông trói bằng hai thần kinh, công phu, nhiều, lại sám hối. Mục đích ngày xưa ông là để thành triệu phú, bây giờ được giảng sanh. Hồi xưa thành triệu phú để hưởng dục, ăn trên đời trước. Nhưng mà bây giờ để được giảng sanh để gì? Để trên đó là có bảy hàng cây báo, có ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Thành ra những cái đó đối với Đức Phật thì không có trí huệ. Trí huệ của cái bậc tiểu thừa, nhưng mà với cái bậc đại thừa thì không có trí huệ. Cho nên không có trí huệ và cũng không có chứng đắc. Thật sự ông chứng cái gì? Giả sử như bây giờ trong này, nhưng mà tại sao thầy không thể giảng gì được? Thầy khuyên quý vị phải giảng sanh. Tại vì quý vị không có đủ năng lực như Ngài Địa Tạng, quý vị không đủ năng lực như những cái bậc Bồ Tát. Tôi giảng cho biết như vậy thôi, chứ quý vị mà không bám vào cái này đó, bây giờ tôi muốn biết quý vị có thể thoát được hay chưa thì quý vị khỏi này. Hả? Bây giờ quý vị nói sắc tức thì không, tức là khổ với sướng giống nhau, đúng không? Hả? Bây giờ tôi cho quý vị ngày mai này, thấy không? Hả? Ăn một chén muối và ăn một chén cơm, mà quý vị làm chủ được cái cảm thọ, nó chỉ muối và cơm thôi. Hả? Tôi chỉ nói tới đó thôi. Và nước và lửa giống nhau, vậy á, tôi cho quý vị vô thùng nước thì quý vị khoái, nhưng mà tôi cho quý vị bóc bụng lửa, quý vị có nhảy không? Hiểu được là hiểu để mà biết thôi. Chứ còn quý vị vẫn còn đau khổ bởi được và mất, nóng và lạnh, khen và chê, thì quý vị vẫn bị tám cái ngọn gió đó nó chi phối. Thì cuối cùng tôi giảng này khó lắm, nhiều khi tôi muốn giảng kinh Bát Nhã mà giảng rồi tưởng nó không giảng sanh, mà tưởng nó không giảng sanh nó chưa có đương đầu được. Nó tưởng nó là coi như là coi như sắp thành Phật rồi, nhưng mà thật sự chưa có thành Phật đâu. À, quý vị thấy Ngài Thế Công Ngài ăn mặn, thấy không? Thấy điên ăn mặn không? Nhưng mà Ngài ăn bụng câu Ngài hả làm sao? Chứ đừng có thấy ông Thế Điên không ăn, là giờ mình mua mình ăn hả làm sao? Thú quá à. Cho nên giảng kinh rất là khó. Hồi xưa người ta thắt lòng trình độ để người ta giảng. Ta giảng cho những bậc tối thường thường là ta giảng. Tại sao thì thế này, như hồi trước thầy Tự Minh có thời gian cũng chán, cũng nói con về Youth Center còn ở, thì Tự Quán cũng đòi Youth Center ở. Ở đây với mấy giả phiền quá. Tôi nói ông nhìn kỹ Ngài Xá Lợi Phất vào trong rừng để tu là để chi? Ông muốn ngồi thiền. Thì Ngài Di Văn Cật, một vị cư sĩ thời Phật, có vợ, có con, có phụ tùng, có tài sản, ông nói ở trong chợ đời, ở trong tất cả ngay phố thị mà tâm không có bất biến, tâm không có bị chi phối mới là ngồi yên. Bây giờ thầy Tự Minh ông chịu không được cái lời nói của cô Diệu Phước, ông chịu không được cái lời chê của người này người kia, ông trốn vô rừng để cho tâm thanh tịnh thật sự còn không? Nó còn nguyên à? Cái di trùng mà chấp ngã còn không? Chừng nào ở đây mà bà Diệu Phước bà dũa bà chửi riết tới lúc đó rồi ông không để ý nữa, thì thật sự lúc đó ông mới yên. Thì muốn trôi luyện như vậy là phải nhờ những người mà dám phan ngang bụi củi như cô Diệu Phước, phải không? Thì mới thử coi ông còn cái chấp ngã hay không. Bây giờ hai ông nói giùm con lên trển nha thầy, con chọn cái cây này cao lắm thầy, con đóng một cái thang lên trển rồi thang dây đó con leo để con ăn. Thì Diệu Trung tới từng người ta lượt đưa cho con một cái nồi giỏ cơm, rồi Hạnh Phúc đưa cho con một giỏ cơm, con ở trên đó rồi con cách liệt một tháng, con lấy đồ ăn một lần, con rút cái dây lên, con không cho ai lên hết. Vậy á, có nhiều người lại không có gì? Lãi không? Lãi, không xài iPhone, không xài gì. Nhưng mà ổng làm được gì cho chúng sanh? Hả? Giống như cái tôi, giống như biệt giam vậy. Hả? Họ ở tù cái tội biệt giam biết không? Hả? Nhưng mà giờ có thằng Việt Cộng đồng cắt tới, nó làm cái cây thiệt cao nhốt lên trển, rồi từng lễ nó đem thức ăn là nó không cho giao tiếp với vợ con, không cho tiền nấy khổ không? Đằng này tự ổng ổng trong địa quán bị nhốt ở trên đó, mà cho là tù. Hả? Ai chối nó không trở về cái gì? Mấy ông chối mấy ông được. Vậy mà cho là giải thoát. Nhưng mà có một số ổng ngu thì có một số ngu, ví dụ nó lễ lại. Quý vị có tên không?
Cái tên này đồn ra là họ gặp thầy Thiện Minh, họ lễ lại hồi Thiện Minh, họ đi dỗm quá. Họ suốt ngày cái đứng đó biết. Ông Thiện Minh bây giờ ông biết ông tu cái gì, chứng cái gì, tự động ông vô ở trong nước sinh tơ, ông chọn hai cái cây thiệt cao, cái ông làm cái tri hao. Ông như thầy quán ở trên là tự khẩu không nói gì hết á, là ăn uống xong tuần lễ lên, ông dùng cái giỏ xuống bỏ lên trên, không nói chuyện, không cell phone, không iPhone, gọi ông không được, phải không? Cha chết cũng hay, mẹ bệnh cũng không biết, không biết gì hết rồi. Nhưng mà có nhiều người như vậy là có nhiều bên không? Rồi như vậy có ích lợi cho chúng sanh không? Hả? Rồi như vậy không ích lợi cho chúng sanh vậy mà. Như vậy là đối với thầy như là vô minh, mà nó thật là ngu. Mà ổng ngu như vậy là có những đứa lại lễ lại không? Hả? Người ta chờ ổng mà ngày nào mà ổng nói ổng tu được 3 năm mà ổng ngày ổng xuống núi á, người ta là quyền cho lễ lại không? Tôi sẽ mở một cái khóa, tôi nói là bữa nay là thầy Thể Minh và thầy Thể Quán sau 3 năm nhập thất trên cái tri hao, và 3 năm nay đã là có đạo lực sẽ xuống nhập, sẽ xuống để mà ra mắt Phật tử, và tôi mở cái pháp tu để mà để cái kỷ niệm cái ngày ra thất của ổng. Đi không? Tụi có đi không? Rồi bao nhiêu đứa sẽ tự lễ lại ổng? Lễ lại rất nhiều lắm hả? Thành ra người ta, tại sao mà cái người ngu mà lại có người lễ vậy? Ở thế gian này đó, cái người ngu một đó hả, thì tôn sùng cái thằng ngu hai làm sư phụ, cái thằng ngu hai thì tôn sùng cái thằng ngu ba làm sư phụ. Đó là sự thật. Cái ông một vợ đó thì khen ông hai vợ là gì? Sư phụ. Ông hai vợ thì khen ông ba vợ là gì? Sư phụ. Ông ba vợ thì khen ông bốn vợ là gì? Sư phụ. Ông bốn vợ thì khen ông năm vợ là gì? Sư phụ. Ông sáu vợ là kêu bảy vợ là gì? Sư tổ. Thì như vậy đó, đừng có tưởng người ngu mà không có ai tôn sùng, rồi nhậu rượu mà nhậu nhiều thì sẽ chết sớm không? Rồi cái ông một ngày nhậu một lít rượu đế đó, khen ông ngày nhậu hai lít là sư phụ. Ông nhậu hai ngày hai lít khen ông nhậu ngày bốn lít là sư phụ. Có không? Thì càng cái anh nào bản càng uống độc chừng nào thì anh đã được là sư phụ. Cho nên không phải lên pháp tò mà mở trí huệ mà được người ta trọng đâu. Người trí huệ một thì kính trọng người trí huệ hai. Nhưng mà cái người như vậy quý vị cho thấy rằng, cho thấy rằng là người khôn và cái người ngu, thì người khôn sẽ có tín đồ nhiều hay là người ngu sẽ có tín đồ nhiều? Hả? Người khôn sẽ được tín đồ nhiều hay là người ngu sẽ được tín đồ nhiều? Đúng rồi, trên thế gian này người ngu nhiều hay người khôn nhiều? Bởi vậy muốn làm giáo chủ của một môn phái thì hãy làm giáo chủ môn phái ngu. Hiểu chưa? Tại câu kinh này là xảy ra từ ông thầy của Sáng Lợi Phất. Ngài Sáng Lợi Phất sau khi ngộ đạo rồi, các pháp từ duyên sanh, các pháp hết duyên là diệt. Cho nên ngài mới đi về rủ ông thầy của mình: sư phụ, đi quy y Cầu Đàm đi. Cái pháp của mình chỉ lên cõi trời à, chưa có phải là đưa ngồi sinh tử. Thì ông sư phụ mới nói: Sáng Lợi Phất, bây giờ cái ông thầy của con Cồ Đàm có bao nhiêu đệ tử? Nó dạ có 5 người. Tại ngài mới nghe được có 5 người à. Con biết ta có bao nhiêu đệ tử không? Dạ ngài có 250 đệ tử của con để lại. Rồi 250 đệ tử của mấy ông thần lửa, ngài có là 500 đệ tử. Con nói rồi, ta có 500 đệ tử mà ta đi quy y một cái tên trên Cồ Đàm nào đó, nó chỉ có 5 đệ tử. Nhưng mà ổng đã mở trí huệ, ngài đã mở trực huệ, ngài đã chấm dứt được luân hồi sanh tử, ngài chỉ cho con cái đường chấm dứt luân hồi. Còn cái pháp của sư phụ á, là không, chưa chấm dứt, không biết rằng chưa có chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà tao hỏi mẹ, ở Ấn Độ bây giờ người ngu nhiều hay người khôn nhiều? Thì Sáng Lợi Phất đương nhiên người ngu nhiều. Nói bởi vậy ta phải ở lại làm giáo chủ người ngu, ta mới thu thêm nhiều đồ chúng. Khi chúng con hiểu đạo rồi chúng ta thấy là nó vui lắm nha. Nghe kỹ nè, như vậy đó không có chiếm đắc gì hết. Mình có sẵn cái trí huệ này, ông Phật Thích Ca cho mình được không? Ủa, nếu mà cho mới là đắc. Chiếm đắc có nghĩa là được, phải không quý vị? Hả? Được. Bữa nay tôi được cái ông kia cúng dường cho tôi 100 đô. Bữa nay tôi được cái cô kia cho tôi một cái
thế nên coi như là một cái khai được biết là tôi được, tại vì tôi không có biết trong nhà tôi mà không có cổ cho là tôi không có biết ăn. Nhưng mà rõ ràng cái trí huệ này, nếu mà Đức Phật cho được, Ngài cho Ngài A Nan, Ngài cho cha Ngài, Ngài cho La Hầu La, Ngài cho bà di mẫu của Ngài, mà Ngài có cho không? Cho nên không có được, mà tự mình phải khai mở. Cho nên không có chứng và đắc. Vì ai cũng có cái Phật tánh sẵn, nhưng mà không có thấy. Đức Phật dùng mọi khả năng, mọi cái thiện xảo để cho mình khai mở cái trí huệ của mình. Cho nên chúng ta có một cái Phật tánh vô giá, phải không quý vị? Cái ma tánh là nó có giá của nó. Cái ma tánh này nữa, ngay cả cái tâm làm thiện nó cũng có cái giá của nó. Làm thiện thì lên cõi trời, làm ác thì đi địa ngục. Sống không cha mẹ vợ con tình nghĩa bạn bè thì đi vào loài súc sanh. Còn sống có tình nghĩa nhân lễ nghĩa tế tính thì vào loài người. Cho nên còn cái Phật tánh này nó không có, nó là một cái là thanh tịnh mà ai cũng có sẵn. Như vậy bây giờ thầy Tế Lý, ông cũng được, ông già ông để lại một cái gia tài, Cửu Huyền Thất Tổ để cho ông gia tài là 100 tỷ đô la. Thiện Nhẫn cũng được, Cửu Huyền Thất Tổ để là một gia tài 100 tỷ đô la. Sư phụ cũng được, Cửu Huyền Thất Tổ để lại 100 tỷ đô la. Nhưng mà sư phụ, vì người sư phụ đã tỉnh, sư phụ hồi đó thầy cũng bị điên, Tệ Hỷ cũng bị điên, Thiện Nhẫn cũng bị điên, và tất cả những người trong thầy đều bị điên. Nhưng mà chúng ta đều có một cái gia tài Phật tánh nó bình đẳng, nó giá trị là vô giá. Nhưng mà có người điên và cái người không điên. Thì bây giờ đó, quý vị thấy rõ ở trong kinh Gã Cùng Tử, ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó, thì Ngài giảng kinh đó, và các vị tổ cứ giảng là Phật phải tu ba a tăng kỳ kiếp, Phật phải bố thí vợ con, rồi bố thí cho Nga và Địa Ngọc, Phật mới thành Phật. Rồi thành Phật rồi phải cực khổ quá, thành nó mình nghe mình sợ. Mình nói là tu lâu quá, thành nó các vị A-la-hán tu cái gì một đời, coi như là lấy cái khổ tầm nghiệp đạo, vô thường khổ không vô ngã, để chứng một cái quả gì? A-la-hán là Niết Bàn, rồi không có quả pháp của sanh gì hết. Cho nên Đức Phật kêu là hốt phân. Bây giờ thật sự ra đây nè, chúng ta còn chạy theo tiệm neo là chúng ta đang hốt phân. Chúng ta còn chạy theo tài sản thế gian thì chúng ta đang hốt phân. Chúng ta còn chạy theo lời khen tiếng chê là chúng ta đang hốt phân. Mà có cái mà nó quý hơn tài sản, quý hơn cả tiệm neo, quý hơn cả nhà cửa. Tại vì cái gì quý là cái đó khi mà chúng ta mất hơi thở nó mất hết. Cái nhà của quý vị khi quý vị mất hơi thở, quý vị cái nhà còn của quý vị không? Vợ con khi quý vị mất hơi thở nó còn của quý vị không? Rồi tất cả những cái gì mà quý vị tạo được là mất hơi thở mất hết. Nhưng mà chúng ta có một cái mất hơi thở không mất, cái đó chính là cái Phật tánh nó không mất. Cho nên chúng ta đó, người mê thì không thấy được cái Phật tánh, nhưng mà người tỉnh thì thấy được Phật tánh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có một gia tài vô giá là sẽ thành Phật, là Phật tánh. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Ai cũng có một gia tài. Nhưng mà bây giờ đó, sư phụ đã tỉnh rồi. Sư phụ hồi đó sư phụ bị uống thuốc độc, thuốc tham, thuốc sân, thuốc si. Cho nên sư phụ quên đi sư phụ có một gia tài vô giá đó là Phật tánh. Bây giờ lần sư phụ được hòa thượng Tiên Hóa cho uống thuốc giải độc, giải độc ngày qua ngày. Và từ từ sư phụ tỉnh ra. Và tới một ngày sư phụ tìm ra một cái gia tài quý hơn cái Lạc Di Đà này, quý hơn những lời khen tiếng chê, quý hơn cả coi như là nhà bạc châu báu. Là sư phụ nhìn qua, ủa ông này ông cũng có, ông này cũng có, quý vị cũng có. Như vậy mà tại vì quý vị chưa tỉnh, quý vị còn là bệnh tâm thần, thì bây giờ thầy sư phụ dùng mọi cách đích để sư phụ làm sao cho quý vị tỉnh. Quý vị là cái người bị coi như là người thực vật, sư phụ cũng đã từng trải qua 60 mấy năm người thực vật. Bây giờ sư phụ đã có cái thuốc của hòa thượng Tiên Hóa làm cho sư phụ tỉnh lại, là sư phụ hết người thực vật. Sư phụ biết mình giàu có rồi, nhưng mà những người cùng bị uống thuốc độc là quý vị ngồi đây nè. Quý vị có bị uống thuốc độc tham sân si không? Đại Hỷ có uống thuốc độc tham sân si không? Thiện Nhãn có uống thuốc độc tham sân si không? Tôi cũng đã từng uống thuốc độc tham sân si. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị cách giải, mà tôi biết rằng quý vị sau khi tỉnh quý vị sẽ sử dụng cái ngân hàng quý vị có. Tại vì cái ngân hàng nó muốn mở là phải có cái password.
cái password nó khi tỉnh lại mới nhớ là mình giấu ở đâu, cái chìa khóa sẽ bị bắt ở đâu. Thành như vậy sư phụ tỉnh rồi, sư phụ đang lấy cái gia tài vô giá ra sư phụ xài. Sư phụ tăng gia tài vô giá này sư phụ xài, sư phụ đang sung sướng. Sư phụ nhìn lại biết của hồi đó mình cũng được chia gia tài, ông này cũng được trăm tỷ mà tại sao không xài. Sư phụ có giống sinh ổng không? Có giống sinh ông này không? Giống sinh tụi con không? Mặc dù tụi con có tiền nhưng mà tụi con chưa tỉnh, chưa xài. Một ngày nào tụi con tỉnh, tụi con lấy gia tài ra. Cho nên không có chứng mà cũng không có đắc gì. Cái đó là gia tài có sẵn từ vô lượng kiếp, biết chưa? Thành ra tôi quý quý vị là sao vậy? Quý vị ơi, quý vị cúng dường cho pháp hội ngàn này ngàn kia, bỏ công năng việc làm vô đây để mà tôi luyện cái thân tâm. Thì cái này là cái trả ơn cho quý vị này. Để quý vị dùng cái bài pháp này về quý vị xài hoài nè. Hả? Quý vị vô đây mà quý vị bỏ đi đâu, tôi cho quý vị ăn ngon. Ăn ngon cũng không bằng nhà hàng mặt ở ngoài, mà cảnh đẹp cũng không bằng cảnh đẹp ở Âu Châu. Như vậy vô đây lấy cái gì là tam bảo? Là tôi là dùng mọi technique để mà tôi làm sao quý vị nhận ra quý vị có một cái gia tài vô giá. Mà trở về cái vô tài này rồi mà muốn hết cái đó là làm sao cho quý vị trị được cái tam độc. Hả? Uống thuốc. Ở trong này có người, trong kinh Pháp Hoa nó có người đó thì trúng độc nhẹ, bắt đầu biết quý rồi. Còn có người còn mê. Thì bây giờ đó, mình không thể khinh những người đó. Họ có một gia tài Phật tánh bình đẳng như nhau, nhưng mà họ còn mê. Thì chúng ta không có khinh người nào được hết. Thật sự nếu mà lấy ngoài đời ví dụ, thầy Thể Tánh có trong ngân hàng 100 tỷ với Thụy Sĩ. Ông này cũng có 100 tỷ, ông Minh Lễ có 100 tỷ, nhưng mà ông nhiều bị thần kinh, ông uống thuốc độc tham sân si từ khi lọc đầu mẹ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài cũng có cái gia tài đó, ngài đã tìm được rồi, ngài mới chỉ lại cho ngài ta giết về ngài A Nan chỉ biết tới đời này cho hòa thượng Hương Vân, hòa thượng Thiên Hóa. Sư phụ cũng biết được cái gia tài đó rồi, thầy ta không có làm sao mà chỉ cho quý vị, không chứng cũng không đắc. Tại vì cái đó là có sẵn, vì cái đó là không phải là của hoài cho, vì không phải là hoài cho nên không có được và mất. Nên cái vị Phật tử mà y theo cái trí huệ bát nhã này thì hiểu đạo rồi, không có gì ngăn ngại. Không có gì ngăn ngại. Mà quý vị còn ngăn ngại nhiều lắm. Còn ngăn ngại lời khen và tiếng chê. Còn ngăn ngại nhiều chuyện, được mất hơn thua. Cái người mà đã được chỗ cái gia tài thì không có cái ngăn ngại nào mà không còn sợ hãi. Không còn sợ hãi. Quý vị còn sợ ma không? Còn sợ rắn không? Đủ thứ sợ. Nhưng mà con rắn nó Phật tánh không? Có. Cho nên vì quý vị gánh nhận là mình hơn con rắn đó thật sự. Con rắn đó thì chỉ khác mình cái nghiệp. Khi nó còn ở loài người, nó đi đâu nó cũng dùng cái lưỡi của nó, nó làm cho người ta đau khổ, để mà nó giết người ta bằng cái miệng nó. Cho nên giờ này nó tỏ là con rắn. Hả? Hồi xưa nó chuyên môn nó sử dụng cái chân, cái tay, nó làm khổ người ta. Giờ này nó đỏ là cái con không tay, không chân. Và hồi xưa nó là con người, nó chuyên môn nghe, dùng cái lỗ tai nó nghe. Rồi nó đi thọc chỗ này, nó thọc chỗ kia. Cho nên đời này con rắn không có cái lỗ tai để nghe, mà đi bằng cái bụng. Con rắn nó khổ lắm, những con kiến cắn nó có đỡ được không quý vị? À, cho nên cái khổ đó. Cho nên, nhưng mà nhìn kỹ nó vẫn là có cái Phật tánh. Cho nên chỗ đó, chúng ta mà người đã trở về với Phật tánh thì không có gì ngăn ngại, không có gì làm sợ hãi. Quý vị trở về cái Phật tánh rồi, bác sĩ nói còn 2 tháng nữa chết, sợ không? Tôi biết có những ông thầy hồi lúc mà chưa bệnh nói dữ lắm, thì để tôi không sợ chết. Nhưng mà khi khám ra bệnh giờ rất sợ chết. Cho nên trong này nó có một loại là danh tự bát nhã. Nói được hay lắm nhưng mà thật tướng bát nhã không đạt được. Danh tự bát nhã là nói được, nhưng mà thật hành cái bát nhã thì không được. Phải không? Cho nên quý vị nhớ, quý vị không ngăn ngại. Hồi xưa mà quý vị bị bà già chồng bà hàng bà hạ, bây giờ đã mình thề là sống để bụng chết mang theo. Nhưng mà vô đây mình vô mình không biết bà có luôn hết trong này, mặc dù mình ly dị với chồng bà rồi, với con bà rồi. Mình vô tới đây bây giờ bà ở cái nhà cách mình 2 căn, thì sẽ gặp nhau không? Gặp, lên gặp thầy. Thầy nói tại sao nó vợ bây giờ mở cửa là thấy bà mời con có lời thề sống để bụng chết mang theo, không nhìn bà. Thì như vậy người này nó hiểu cái bát nhã chưa? Người này còn có cái lo ngại không? Hả? Người này như vậy á, là người này chưa được tự tại. Và người này vẫn còn ngăn ngại.
Mà cái người này trần nó ngại là đi ngang cái nhà của bà già chồng cũ là né không đi vòng, bắt mớ gì đi vòng. Vì tâm quý vị còn ngăn ngại, cho nên quý vị chưa hiểu được bài kinh này. Mà cái gì ngăn ngại? Vì cái bản ngã quý vị còn lớn quá, quý vị còn chấp ngã. Bà chồng này bà chửi tôi, bà mắng tôi, bà đì tôi, mắng cái gì? Bà mắng được cái chân tâm quý vị không? Bà mắng là mắng cái nghe của quý vị. Nếu quý vị không có cái nghe thì làm sao bà mắng quý vị được? Quý vị giận là cái nghe của quý vị. Quý vị để tội, người ta nói xấu quý vị là do cái gì quý vị biết? Cái lỗ tai. Có phải quý vị giận cái nghe cái lỗ tai của quý vị không? Hả? Quý vị giận cái lỗ tai của quý vị mà lỗ tai quý vị nó vô tội và do cái ý của quý vị. Cái lời này là lời khen, lời này là lời chê. Cho nên ai mà hiểu được thì không có ngăn ngại dù là gặp kẻ thù, mà không có sợ hãi trước cái sự chết, xa hẳn điên đảo, trắng thấy đen, đen thấy trắng, mộng tưởng người này mặc dù ở cõi này nhưng mà đạt tới cảnh giới của niết bàn thì cực lạc. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật trong bao đời cũng y theo cái bài kinh này mà được giải thoát và đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thải khổ chân thật không hư. Tại sao cái bài chú này nó cao hơn bài chú Lăng Nghiêm? Quý vị có đồng tu chỗ này không? Nên biết bài chú bắt bài kinh Bát Nhã Ba La là đại thần chú. Mà Đức Phật có kêu chú Lăng Nghiêm là đại thần chú không? Không, là đại minh chú, là chú để mở mang trí huệ, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ hết thải khổ chân thật không hư. Và chú Lăng Nghiêm này thì chỉ trừ ma chứ không hết khổ. Cái ông thầy mà trì chú Lăng Nghiêm mà trị được ma, cái ông thầy này sẽ khổ nhiều hơn ông thầy không trị chú Lăng Nghiêm. Bây giờ những cái phim mà nó quay tôi lên, tôi trị chú, tôi trị ma đó, thì làm cho tôi khổ hay sướng? Vài bữa sẽ tôi sẽ trở thành nhiều con ma chờ tôi bắt. Hiểu chưa? Hả? Cho nên cái bài chú Lăng Nghiêm này chỉ trị ma. Mà trị ma thì trị hết rồi ngã mạng không? Làm cho ngã mạng, mà ngã mạng rồi đi vào tham không? Đi vào tham. Mà tham mà trị hết bệnh rồi người ta có cúng dường không? Cúng dường, cúng dường là có hưởng không? Có hưởng rồi chuẩn bị nó đi xuống. Thấy chưa? Cho nên cái bài chú Lăng Nghiêm này nó không giúp chúng ta thoát khỏi những cái tâm tham sân si. Cho nên nó không được gọi là đại thần chú, mà nó không khai mở trí huệ cho chúng ta nên gọi là đại minh chú. Nó bắt ma, bắt gì? Ma ở ngoài dễ bắt, nhưng ma trong này khó bắt này. Hả? Ma bắt cho người ta được, chứ bắt ma của mình bắt không được. Bây giờ biết không? À, cái ma tham sân si này bắt không được. Hả? Cái ma tham ma sân si này dùng thần chú lên kia bắt được không? Rõ ràng tôi tụng chú Lăng Nghiêm hằng ngày mà con ma sân si nó vẫn còn. Tôi cầm diễm hảo là bậy, tôi vẫn chửi, nhưng tôi cầm diễm cộng tôi vẫn chửi. Hả? Quý vị thấy rõ. Nhưng mà sao vậy? À, quý vị phải hiểu. Để rồi tôi không phải thành cục đất. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi, mấy ông thầy kia bị kẹt vào cái kệ đó, ai làm gì làm mình tu thì mình thấy. Cho nên trong kinh Di Bất Cập, vì chúng sanh bệnh nên ngài thị hiện bệnh, vì chúng sanh đau khổ nên tôi thị hiện. Đánh gì cộng, ngày nào cộng sản không còn gian ác, ngày đó cộng sản không kẻ thù của tôi. Tôi đánh là tôi đánh cái ngu của nó, tôi đánh là tôi đánh cái ác của nó. Chứ người cộng sản vẫn có Phật tánh. Một ngày nào đó mà người cộng sản họ quay đầu, nhưng mà cộng sản thuộc những cái loại nhất sĩ đề rồi, cái loại đó là hết xài rồi, tôi kinh nói rồi. Tại vì nó phạm vào cái tội gì? Giết cha. Trường Chi có giết cha không? Cho nên nó phạm vào ngũ tội vô gián rồi. Cho nên có những cái gì cũng có thể mà cứu được, chứ cái tội mà ngũ tội vô gián. Mà nó đã làm Phật chảy máu chưa? Nó có đập tượng Phật chưa? Nó có phá hoại Phật tăng chưa? Thành ra cái gì thì cũng có thể cứu được cái đảng cộng sản. Cho nên cái bài chú này nó cao hơn chú Lăng Nghiêm, cho nên gọi là đại thần chú. Và chú này, chú Lăng Nghiêm, nó chỉ dùng chữ ma tịnh tà, nhưng mà nó không khai mở cho chúng ta thấy được cái Phật tánh. Cho nên cái bài chú này gọi là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Cái bài chú này nó trừ hết cái khổ. Cho nên quý vị tụng Lăng Nghiêm rồi quý vị vẫn còn khổ, mà quý vị hiểu được cái quyền nghĩa của kinh Bát Nhã thì quý vị hết khổ. Vì vậy
Cuối cùng rồi Đức Phật lại nói về chú Bát Nhã này: Yết đế bà la tăng yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha tạm dịch, cố gắng trở về với chân tâm thanh tịnh, vượt qua bên cái bờ phiền não, đến cảnh giới niết bàn tịnh độ. Quý vị, những cái lời giảng của tôi, quý vị thấy cái gì quý vị làm khổ tôi coi. Bây giờ con dâu nó nói một câu mà nếu mình biết mình có khổ không? Bây giờ tôi thí dụ nè, ở trong này có con dâu người Tây nè, phải không? Mà trong này á, má con biết tiếng Tây thì nó nói câu chê khen má con buồn. Nếu mà giả sử con dâu người Tây này mà nó lấy bà nào trong này không biết tiếng Tây, nó ngồi nó chỉ cha bà buồn không? Như vậy cái buồn này là do cái gì? Không phải do Phật tánh, mà chúng do cái ý thức. Cái ý thức đó là cái thằng Tề Thiên Đại Thánh, hiểu chưa? Cái ý thức đó là cái tâm phân biệt nha. Cho nên á, bây giờ nè, cùng ngồi ở đây, phải không? Cùng ngồi ở đây, nhưng mà người nào hiểu tiếng Anh mà thằng Mỹ nó chỉ tục, tụi con hiểu không? Hiểu thì tụi con khổ, mà những người không hiểu tiếng Anh thì chữ là nó có khổ. Cùng một cái âm thanh nó dọt vào trong không khí, nó đến cho bằng nhĩ, mà tại sao người thì khổ và người không khổ thì trả lời đi? Do cái chấp, chấp vào danh từ, âm thanh về sắc tướng. Bây giờ thấy rõ chưa? Do cái chấp, thấy không? À, ở bây giờ ở đây thầy nói người Mỹ ngồi chung, thầy nói chị Đan Mạch, biết chị Đan Mạch không? Thì người Việt là giận, thấy không? À, cũng như cái bà kia hôm qua kia, có bà già mới đi ra sau thì bữa đó lính của lính của John nói rằng ủi trước cái ngày mà nó ủi miếng đất để cho người ta lót, quý vị nhớ nó ủi một cái đường rất dài không, để cho mình lót cái thảm nó cho im, quý vị nhớ chưa? Mà nó ủi giờ xong chút có bà mới đi qua mới đào qua, thì nó cứ cùng lên nó kêu nó ủi cho ông, cái là mấy cái bà nó đi cái này là nó lụm sụm nó ủi lại cái chút xíu nữa, có mấy người đâu có biết, thấy tưởng là lót vậy cho mình đi, nó bảo đi thì nó có giấu thì nó không chịu đi cho ra. Cái ba lần cái nó làm gì cái bà đó mà hỏi thầy dạy nó mất ấm gì vậy? Bà nói thế lấy đi làm gì? Cái bà nói cái ấm gì vậy thầy, thầy dạy nó ấm gì vậy? Tôi cười ngất, còn nó làm gì được, cái nó làm luôn tay này hai tay luôn, ấm gì vậy? Nhưng mà nếu mà làm với một người Mỹ là sao? Không quý liền. Cái chút xíu nữa cái nó lại nó nét thầy, cái nó ngồi vô nó khùng đạo, cái nó nói nó xin lỗi nha, thì nó xin lỗi vì nó nói tại vì cứ làm đưa làm tới để thể thảo mà tôi cứ ủi thật. Quý vị nhớ thì chính điện ở ngoài có cái miếng đất không? Tôi ủi thì theo lệnh của ông John để cho tải cái đời mà cái tải cái đi qua đi lại, nó bảo đi lễ Phật thì đi né cho tôi. Mà nãy tôi chửi thầy mà sao bà cũng có yêu tôi, nói trong này là đệ tử của tôi sắp thành Phật hết, xong chửi gì bà cũng cười. Nó nói ồ vậy, yeah. Nó nói chứ tôi mà chửi còn nghĩ tới bà khác, nó quýnh tôi rồi. Nhưng mà tôi tức quá, năm lần tôi quýnh bà ở lại mà bà tôi đi qua đi lại bà tưởng. Còn bà kia hỏi bắt cái ấm gì vậy? Hả? Cho nên cái tướng không có thật. Thằng Mỹ kia nó dùng cái tướng đó để mà nó đối dụng với người Mỹ, nhưng mà đối với bà già mình biết không? Tưởng cái ấn gì? Thấy không? Cái ấn này bữa nào ma nhập mắt lên một chuyện nó hay vậy. Như vậy đó, chữ Pháp không có tướng, không có tướng chữ thề và không có tướng dạng cho mình chấp hay không à? Tại người Mỹ nó làm cái tướng đó hoài là mình cho chữ thề, nhưng mà đối với mấy bà là cái ấn gì vậy? Thì quý vị hiểu đạo là có gì là quý khổ không? Hả? Con dâu nó nói xấu mình khổ không? Ủa? Tại vì mình còn chấp ngã. Soi thấy cái thân này không thật, cái thân này không thật thì con tai có thật không? Tại vì mình giận là tại vì thân này tao là mẹ của thằng con trai của mẹ chồng mình, nhưng mà cái thân này không thật thì để ra cái thân của con trai mình có thật không? Con trai mình không thật thì con dâu có thật không? Cháu nội có thật không? Cho nên hiểu được cái đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng,
mặc dầu ở ngay cõi ta bà này, nhưng mà nếm mùi vị của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời hiện lai cũng do hiểu cái này mà hết khổ không hả? Cũng cho cái gì đeo 10 sợi dây trì của đàn này đàn kia cũng không hết khổ thôi. Sợi dây chỉ trị được ngoại ma, nhưng mà nội ma là cái tầng thân sân si này phải dùng cái trí huệ bát nhã. Cho nên cái gì phân tất kỹ. Tôi thương Bác Thiện Tâm là vì Bác Thiện Tâm ổng còn làm được những việc lợi ích cho cái hệ thống này. Cho nên tôi thương tôi. Từ chỗ đó quý vị thấy những cái vi tế vô mình. Nhưng tóm lại tôi giảng là giảng để cái gì? Trong khoảng thời gian từ đây đến về Cực Lạc, chúng ta có một khoảng thời gian không biết ra đi lúc nào, phải không quý vị? Cho nên chúng ta hiểu cái bài kinh này để chúng ta coi như là không có bị gạt nữa, và không bị những cái tướng khen, tướng chê, tướng mẹ chồng, tiếng nàng dâu, tiếng phỉ báng là cho chúng ta hạnh phúc. Mà khai lúc sống chúng ta là nếm mùi hạnh phúc, thì lúc chết chúng ta sẽ đi về cái cảnh giới tốt. Trong thời gian từ đây, từ Phật Phu lên cái cõi Cực Lạc, chúng ta phải đối diện với bát phong được mất, khen chê phải mấy. Cho nên thầy dạy cái bài này để cho quý vị bớt khổ trong thời gian chuyển tiếp từ ở cái cõi ta bà này lên cõi Cực Lạc. Chứ không có nghĩa là tôi biểu quý vị đọc bài kinh này rồi để rồi quý vị không tu tịnh độ. Cái làng này là chủ trương quý vị phải lên tịnh độ. Như vậy những tánh xấu chưa hết thì làm sao? Tôi chưa hết tham, chưa tôi hết sân, tôi chưa hết si, làm sao tôi lên? Bởi vậy Đức Phật Di Đà ngày từ bi ngày nói là đới nghiệp giảng sanh, mang hết tất cả những cái tánh xấu lên cõi Cực Lạc để hết luân hồi sinh tử. Rồi từ từ ngài mới có cách ngài dạy cho quý vị nhìn được cái kho tàng vô giá của quý vị. Còn sư phụ chỉ có nhiệm vụ là đưa bến đò, ông lái đò đưa quý vị từ ngoài đời giảng cho quý vị chạy vô đây, chạy vô đây rồi dụ cho quý vị làm sao tu, rồi dụ làm sao cho quý vị chịu niệm Phật để xả báo thân, tức là cái lúc chót mà tôi đẩy làm sao cho quý vị lọt qua bên kia để Đức Phật Di Đà kéo quý vị lên, rồi lên đó không phải là hết nợ mà tiếp tục tu rất là dài, nhưng mà chấm dứt luân hồi sinh tử. Thành ra nhiều khi giảng ra bài kinh này tôi rất là lo, giảng rồi cái tụi con nghĩ rằng tụi con không cần, không phải như vậy được. Chừng nào mà tụi con sắc tức thì không, tắm trong nước đá và tắm trong nước sôi bằng nhau thì tụi con đừng nói. Bây giờ muốn biết thử thôi, tắm nước nóng sẽ chết. Nhưng mà bữa nào lấy nguyên cái thùng nước đá quậy trong một cái thùng phi rồi kêu quý vị ngồi trong đó thì tâm chánh định như bất động, đúng không? Nếu còn lãng còn rung thì nên tu để giảm sanh tịnh độ, phải không quý vị? Buổi tối nay mỗi một lần giảm bát nhã thì cũng phải nâng lên. Nó có nhiều bài kinh rất là hay trong kinh Di Bát Cập, cho nên sư phụ sẽ giảm trong cái pháp tu tới chín đầu ca Di Bát Cập nhiều cái kể cả thầy hiểu nghe kinh, nhưng mà cụ thể đầu cũng không hiểu, đang có những cái không hiểu nổi. Thì tôi cố gắng tôi mở cái pháp tu một tuần lễ ở bên dưới center cho những người tu phô qua thì pháp một, pháp hai, hay pháp ba. Tuy nhiên những người đi vô ngang tôi nhận, nhưng mà tôi nhận cái đó quý vị chỉ cái label này là quý vị dùng để mà duy trì thọ mạng của cha mẹ quý vị, để chúng tôi đến chúng tôi trợ niệm. Thành ra tôi nói rõ mấy một hai tôi không có cho người hoài dùng, chỉ có, nhưng mà kỳ năm nay là tôi mở cái pháp phô qua, khoa này không có cứu người ta được, nhưng mà duy trì thọ mạng cho cha mẹ mình từ 7 ngày cho tới 30 ngày dưới cái technique của Mật Tông thì rất là tốt. Duy trì thọ mạng, và quý vị phải sử dụng cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trước khi quý vị đến tham dự pháp tôn, quý vị lên trên mạng download lấy cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị biết bộ kinh đó không? Kinh Vô Lượng Thọ khác mà Quán Vô Lượng Thọ. Tại vì cái technique đó là của Quán Vô Lượng Thọ, nó cũng là một pháp môn của Đức Phật giảng cho bậc Vi Đề Hy mà khi Phật còn tại thế. Rồi bây giờ đã gần khuya, sư phụ đã đem tất cả những cái gì, những cái technique giảng để là mục đích cho quý vị chấm dứt luân hồi sanh tử, và từ đây đến cái lúc mình đi đối diện với cái chết thì quý vị phải dùng cái bài kinh này để mà quý vị vượt qua hết thảy khổ ách. Còn cái chuyện quý vị lên con Cực Lạc rồi
Tới một lúc nào đó Đức Phật Di Đà Ngài có rất nhiều cái trí huệ để mà Ngài khai mở cho quý vị. Còn sư phụ chỉ dùng hết cái technique để quý vị sợ cõi này, mà quý vị sợ cõi này rồi cũng không được bỏ. Nếu mà quý vị bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, quý vị cũng không đúng với cái hoài bão quý vị vẫn còn trụ vào cái cảnh thanh tịnh mà ghét cái cảnh quế. Thành ra quý vị làm sao mà lưu thông, tu làm sao mà đừng có bị dính mắc vào một cái gì đó. Lưu thông, con người tu sĩ là phải lưu thông, tới lưu thông dưới mắt. Thầy thấy ý bây giờ, hồi xưa ông dướng mắt vào vợ, vào con, vào công an việc làm. Bây giờ ông dướng mắt vào cái pháp tu, cho nên cái đó cũng còn là dướng mắt. Tới lưu thông dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Nhưng mà đạo là lưu thông, vô sở trụ. Khi thầy giảng pháp đó, mà thầy trụ vào cái nào thầy cũng kẹt, cũng không vô tới cái vô thường chính đẳng chính giác, mà phải vô sở trụ. Rồi thôi chúng ta hồi hướng. Rồi nhắc lại có 3 pháp tu. Tháng 7 cái tuần lễ dương lịch, từ 1 tới 7 tây, theo dõi Facebook thầy phát chương trình. Tôi dạy kinh quán vô lượng thọ và dạy cách duy trì thọ mạng cho cha mẹ quý vị từ 7 ngày khi mà hấp hối đó, tới 1 tháng. Để mà nếu đệ tử có sư phụ thì sư phụ bay đến để hội niệm. Đó là cái cách nhất. Còn những người phá 1, phá 2, phá 3 thì những người đó đang học để sau này khi thầy qua đời, người đó có thể đứng trên đầu giường để tiếp tục làm cái việc thầy đã làm. Cái hệ thống này còn sống được tới ngày này là chúng ta phải tiếp tục độ được người giảng sanh. Khi mà thầy qua đời rồi mà tụi con không có khả năng để mà trở niệm để cho người ta giảng sanh lưu xá lợi, hệ thống này sẽ có làm này. Tôi nói thẳng, thành ra tôi đào tạo trong cái khóa đó, tôi hy vọng tôi chỉ cần bên đi có chừng 1-2 người và bên tăng có 1-2 người để tiếp tục làm cái việc để mà trợ niệm thành công các đệ tử của thầy. Vậy thôi, thành ra đầu tháng 7 quý vị sẽ qua trước 1-2 ngày quý vị về youth center. Tôi cho cư sĩ vô tù luôn, nhưng mà quý vị ngang vô học khóa 3, tôi cho học khóa 3 ngang. Nhưng quý vị mất 2 khóa 1 khóa 2, quý vị không làm được phổ qua nữa. Quý vị chỉ trong cái tích này kéo dài thọ mạng của ba má quý vị được từ 1 tuần tới 1 tháng. Ở trong này quý vị theo một vị thầy, ngoài cái chuyện mở trí huệ, quý vị còn giúp cha mẹ quý vị ở đoạn cuối cuộc đời, có phải không quý vị? Bây giờ quý vị đến đây, quý vị cúng dường, quý vị gọi thầy là cái gì? Sư là thầy, phụ là cha. Bây giờ ở nhà quý vị đó, quý vị có con trai con gái nó nghiệp cũng nó gọi quý vị là cha không chứ không có phụ, nó gọi quý vị là cha chứ không có thầy. Nhưng mà giả sử bây giờ nó ghé nó thăm quý vị, nó tặng cho quý vị, nó biếu cho quý vị 5-3 ngàn hả, thì người cha người mẹ mà thật sự mà biết cái công sức cái việc làm của để có con mình, hình như mình nhận tiền con mình cũng khó chịu lắm, đúng không quý vị? Thì quý vị cúng vô đây ngàn này ngàn kia để nuôi dưỡng cái hệ thống này, thì thầy hoài những cái chuyện gì, thầy phải song pha, thầy phải nghĩ làm sao mở pháp tu này lại thế nào, tụng địa tạng làm sao, thỉnh trong linh quỷ làm sao, giải nghiệp làm sao để mà đền ơn lại cái ơn của đàn na thí chủ trong cái tứ ân mà họ tụng á, đền ơn sâu thầy là những bậc thầy này, tổ quốc vua cha, là trong đó có ơn của đàn na tín thí nữa. Thầy làm những chuyện mấy ngày nay trong tuần lễ này, cứu cho cha mẹ quý vị, cứu cho thai nhi quý vị, rồi cuối cùng phải khai mở trí huệ cho quý vị để đền bù lại những cái phần nào. Thành ra cái người nào mình nếm được 10 pháp vị này thì thầy mới trả xong cái ơn mà đàn na tín thí. Còn nếu mà quý vị mà không nhận được thì thầy vẫn còn mang nợ quý vị cái nợ đàn na tín thí để mà gân cái hệ thống này. Cho nên quý vị nhìn những người chỉ nghe tiếng thầy thông lai, những người nghe qua băng dĩa, những người nghe qua YouTube, quý vị chỉ biết được 30% về cái sự việc của cái hệ thống này. Nhưng mà quý vị trực tiếp tu một tuần nay, quý vị mới thấy rõ ràng là thầy thông lai hầu như dùng hết tất cả tâm huyết, sức khỏe, trí huệ để mà phục vụ cho quý vị, để mà giúp cho quý vị khai mở trí huệ, giúp bà con thân nhân của quý vị được về cõi lành. Và nhất là những người hiện tại tôi biết có cha già mẹ yếu,
mà quý vị đã nhận sư phụ rồi, những người mới quy y, khi tôi nhận quý vị làm sư phụ, nhận cái lễ của quý vị, đi đâu quý vị dành thưa sư phụ, nhận được đời người kính trọng lễ lại, thì mình phải có một cái trách nhiệm trả lại làm gì. Bây giờ nhận cái lễ lại của quý vị cúng vài trăm vài ngàn vô trong cái hệ thống này để nuôi cái làng này, thì cái quyền lợi là cái gì? Là bây giờ ba má quý vị khi hấp hối, tụi con gọi ai? Có gọi sư phụ không? Gọi. Thì sư phụ, nếu mà may mắn, sư phụ rảnh sư phụ bay qua liền. Nhưng mà rủi kẻ, thầy đang kẻ pháp hội này mà má gì chết làm sao? Thì thầy phải dạy quý vị cái cách nết để kéo dài thọ mạng ba má quý vị từ một tuần cho tới một tháng, để sư phụ giải quyết xong cái này, sư phụ mới qua bên đó, sư phụ mới đem người hộ niệm để mà cứu cha mẹ quý vị về cõi Phật. Đó là trả cái ơn đàn na tính thí, hiểu chưa? Cho nên chuyện này có nhiều người nói mấy cô sư cô giải thích rất là sai. Ai nói là mấy người tu ngang không được, mấy gì không hiểu. Hai pháp trước là tôi không có cho tu ngang, phải đi từ một hai. Nhưng cái phá ba này là nó technique, nó dạy cho cái người mà phô qua cách mà duy trì thọ mạng của một cái đệ tử. Thật ra quý vị được vô ngang hết, quý vị được học hết, nhưng mà quý vị chỉ học cái technique, không, quý vị học phá ba ngang, quý vị không học được cách mà để mà phô qua cứu người ta đâu. Nhưng mà quý vị học được cách là thay vì mà ba má bị chết trong lúc thầy đang ngồi đây, thì quý vị cứu cho ba má quý vị cho tới khi mà thầy xong pháp hội. Rồi lúc đó thầy mới bút vé máy bay, thầy đi qua đứng cạnh giường của ba má quý vị để thầy làm trộn niệm cho nó cứu được ba má quý vị là phải nhãn sanh. Cái đó là thầy nói là cái nguyện vọng của thầy, cho nên pháp tu này tụi con cứ việc đi danh và đi. Và thầy dạy quý vị không phải để quý vị làm cho người khác, mà quý vị làm cho cha mẹ quý vị duy trì thọ mạng. Ví dụ như hospice y tá nói là còn 2 ngày nữa, nhưng quý vị có thể kéo dài từ 1 tuần cho tới 1 tháng để chờ chỉ thầy về trợ niệm để đưa cha mẹ quý vị thoát ba đường ác và về cõi Phật. Đó là cái mà tôi nói trong tháng 7 này, tuần lễ đầu tiên của dương lịch tháng 7. Quý vị phải có mặt ở tại Seattle, tôi sẽ phát chương trình lên người đưa đón. Giờ hiểu rõ rồi phải không? Rồi, chúng ta hồi hướng vì đã gần tới 12 giờ. Và ngày mai còn một thời lăng nghiêm nữa, lúc 6 giờ. Ai ngày mai này tất cả có 90 người rồi làng nữa, phải không có thiện tâm? Ngày mai đi gần hết, nhưng còn rất ít sư phụ thì ở lại vài ngày nữa để cho coi tất cả những chuyện clean up, điều hành nó tốt. Sau đó thầy Thệ Minh sẽ bay qua. Thầy Thệ Minh chưa đi, thầy Thệ Nhân sẽ đi về với cô Hồng Đức. Ngày nào về vậy? À, mốt về. Ông về ông đi khám sức khỏe gì đi, cho tất cả mọi thứ đi. Rồi á, bác Thiện Tâm với cô Diệu Thiện nó coi lấy tên tuổi rồi coi cái ngày giờ đó, bút cho ông qua trở lại. Ông hồi chiều ông nói ngon lắm, sư phụ muốn điều con một tháng, hai tháng gì cũng được, miễn dân trong làng chấp nhận con là con ok. Ông qua đây ông phụ cái làng này, vì thầy dạy không, sức khỏe cũng chưa được tốt. Thầy Tâm Minh thì phải đi qua với sư phụ để mà xây dựng cái youth center, sửa trang lại cho pháp tu tháng 7 này. Còn có ngày nữa là qua tháng 5, sư phụ chỉ còn có 2 tháng để mà sư phụ phục hồi lại cái trách nhiệm cơ không có gì để đón pháp tu. Nhưng mà bổn phận của một người đệ tử Phật không có quyền sợ và không có quyền nản. À, bây giờ ở đây là làm thượng tọa, làm thầy, nhưng mà về bên kia bắt đầu thầy với thầy Đức Minh làm thợ công tác sân để bắt đầu ra tay xây dựng lại cái hệ thống đó. Cho nên tu mà để có phước, tu mà để hưởng, tu giống như ngày Duy Mất Cật, tu đó vì lợi ích mà tu thì đừng nên đi tu. Mà tu vì không có công đức, vì không có quyền lợi, mà phải sử dụng hết tất cả cái tâm huyết, cái sức khỏe và cái trí huệ của mình để mà trả ơn Phật và trả ơn cha mẹ nhiều đời để giúp cho họ thoát luân hồi sanh tử. Cho nên làm tỳ kheo đúng nghĩa không có sướng đâu, nhưng mà đó là cái nguyện của thầy, và thầy vẫn không bao giờ có cái tánh nao núng mà nản. Chỉ cần ở trong pháp hội này, trước khi quý vị đến đây, quý vị hiểu về đạo Phật khác,
Và sau khi quý vị rời đây, cái sự trí huệ của quý vị đã có thay đổi nhiều, là thầy đủ rồi. Tôi chắc chắn rằng sau dự pháp tu này, quý vị sẽ có nhiều thay đổi ở trong nội tâm của quý vị, trong con đường tu học qua các bài pháp đại thừa của sư phụ, phải không? Chúng ta hồi hướng và chúng ta nghĩ, vì đã tối rồi, quý vị cũng rất là mệt, nhưng mà để sao để thuộc liễm thân tâm của mình trong một tuần lễ, để thấy rằng chúng ta thức khuya dậy sớm hy sinh để chi? Để cho thấy rằng cái thân này lâu nay nó bắt chúng ta phục vụ nó, lâu nay cái thân này nó làm chủ chúng ta hay là chúng ta làm chủ nó? Nó làm chủ chúng ta, quý vị có thấy không? Và cái vọng tâm nó làm chủ cái chân tâm. Cái chân tâm đi qua một cái khu phố shopping hoặc là cái outlet supermall, cái chân tâm có muốn mua đồ hiệu không? Nhưng mà cái vọng tâm sao? Ê mày, chỗ đó xem, chạy vô, đúng không quý vị? Cho nên lâu nay đó, cái thân này nó bắt chúng ta làm chủ nó. Hả? Vô ngồi chỗ nào là cái thân này nó vô nhà ăn đó, để trong đó 5 cái ghế, 100 cái ghế, và 2 cái ghế dơ, 3 cái ghế dơ và mấy cái ghế sạch. Thì thật sự sắc tức thì không, thì mình cái ghế nào mình cũng ngồi chứ. Nhưng mà cái ghế dơ mình không ngồi, mà mình lựa cái ghế sạch, vậy là sắc tức thì có rồi. Bây giờ có đồng ý không? Bây giờ tôi để một trong đó một cái ghế 3 chân và ghế 4 chân, thì ai quý vị vô lựa cái ghế 4 chân hay cái ghế 3 chân? Cho nên lâu nay nó bắt mình làm chủ rồi, nó bảo nó thấy hồn sòn là nó bắt phải mua đeo, nó thấy cái võ hiệu nó bắt mình mua, nó thấy cái gì nó cũng bắt mình hết. Hả? Mình đã có con vợ rồi, nó em con kia đẹp lắm, làm sao cua cho tao về là vợ nhỏ. Hả? Nó bắt mình làm. Thì bây giờ vô đây xỏ dàm nó lại. Cái thân này là con trâu điên, nó không có cái dàm. Con trâu nó có cái dây xỏ mũi không? À, bữa nay 4 giờ sáng tao bắt dậy, tao xỏ mũi mày bằng một thời lăng nghiêm, thấy không? À, thầy để chiếu mấy ngày đầu dùng bú 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 bú, muốn làm giặt cái là tụng không nổi. Thầy để chiếu bắt đầu không dùng thì ba lẹ không? Lẹ quá, cho mình nên ổng đỡ vô. Rồi chút xíu cái con trâu nó mới vừa tụng xong cho nó ăn, cái nó chuẩn bị nó đi, nó đi quậy. Mà trâu mà không có cột mỏ nó quậy không quý vị? Nó đi ăn lúa của người ta. Bây giờ tao để ý mấy con trâu không? Là nó đi nhiều chỉ, nó đi tám, nó xem, nó chê, nó khen chỗ này chỗ kia đó, là mấy con trâu nó đi hút. Thành ra vừa đó thầy nắm ra tam bộ nhật bái, thấy không? Cái con trâu nó vô nó thở khì vô đó, cái bắt đầu ra cái là cho nghỉ. Thành ra thì giật nó biết, thành ra con trâu nó bị thầy cột, còn biết đã đừng. Cuối cùng đây 7 ngày nay con trâu nó bắt đầu nó hơi thuần rồi, nó bắt đầu nó hơi thuần rồi. Bây giờ thầy nói thôi kệ rồi, tháo dây ra cho nó về thử coi nó còn đi lũi đi hút người ta không, thấy không? Thầy nó tu là sao cái thân này giống như con trâu mà mình để cho nó đi, cho tới một lúc nào đó mà bây giờ tôi thả quý vị về, nhưng mà quý vị vẫn còn có những sợi dây để giữ, đó là ngũ giới, hiểu chưa? Còn dây ngũ giới để cột đi quý vị, cho tới ngày nào đó mà quý vị không cần sư phụ nữa, tức là cái người nắm dây để dắt quý vị đi đúng đường, thì lúc đó quý vị bắt đầu là con dơi, con trâu nó trắng rồi, nó không còn đen nữa, nó trắng từ từ, trắng riết, là tới cái lúc con trâu mà để lúa bên nó không thèm ăn lúa, tức là tài sắc danh thực thì đó. Nhưng mà rõ ràng ở đây trâu đây cũng còn dữ lắm. Ở đây giả sử quý vị có cái ngày truyền giới bắt con tay là có cả đá hột sòn mà đem lỡ đem đi để dưới, có lo mấy trâu khác nó lộn không? Sợ. Cho nơi á, chừng nào đó mà đi tới cái cảnh giới trong này mà hột sòn rớt, đô la rớt, không ai cần để ý. Dân Nhật nó chưa có tu, nhưng mà tôi để ý sau một cái trận tsunami đó, vàng bạc trôi đầy biển, nó có lấy không quý vị? Nhưng mà ở Việt Nam mình sao? Chưa có tsunami mà nó cũng đụng tường khuyết giác nó lấy rồi. Bởi cho nên cái dân Nhật, các quý vị thấy cái dân trí họ rất là cao. Người Nhật á, họ ghét lai, họ ăn, họ uống, họ có nhường nhịn không? Đứa nhỏ 9 tuổi mà nó không chịu vô trước,
Có không quý vị? Nó thà nó đói chứ nó không chịu vô trước. Ở bên Mỹ này có cái anh kia, anh lái xe giao hàng mà giao sàn tồn đồ ăn không mà bị đói bảo tiết. Anh nhịn đói chứ không lấy đồ của cái chiếc xe giao có gì đó lên mạng đó. Nhưng mà ở Việt Nam sao? Không có bảo tiết nó cũng lấy mẹ nó bán hết. Cho nên dân Việt Nam mình mới khổ. Khổ. Cho nên từ nay đó, quý vị hiểu đạo rồi đó, thì quý vị đưa cái bài kinh này, quý vị này quán chung cho thầy. Nếu mà đeo cái bài kinh này, không có cái gì mà nó không có bài kinh này mà nó trị khổ số 1 này. Đó. Bây giờ quý vị mất cái nhà, nói về có bà kia, con bị mất cái nhà, hồi mới qua Mỹ có cái nhà không? Đó. Con mất con vợ, hồi lòng lòng nó có con vợ không? Con mất một chồng, giờ con muốn chết, giờ để lại cho con một tiệm tùng. Ủa, chứ hồi đó lúc con cái không có chồng sống chết đi. Thì quý vị dùng trí huệ bát nhã này, không còn cái gì để làm khổ quý vị được. Tôi bảo đảm quý vị, không có cái gì mà giúp được quý vị. Bởi bài kinh này là đại thượng chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật không hư. Vì quý vị không hiểu được cái giá trị bài kinh này cho nên mới quý vị thành khổ. Quý vị mất cánh tay vẫn còn cánh, mất hai cánh tay vẫn còn cụ nhỏ. Quý vị thấy có cái cô kia cổ mất hai cánh tay mà cổ dùng chân cổ lấy xe rồi cổ nuôi con có không quý vị? Hả? Còn người Việt Nam mình á, còn tay chân là lặng, lại đóng vai là bị hay bị kép đi ăn tiền bệnh, có đó không? Mình thấy hai cái dân tộc ở chỗ đó chị. Cho nên từ chỗ đó mà tất cả các bệnh đó là do cái gì? Là cái tham mà. Cho nên đối với thầy thì con bây giờ con buông cái rụng cũng tốt. Nhưng mà con nghĩ coi đạo Phật là cái đạo không thể nào đem lợi cho người chồng mà đem đau khổ cho người vợ. Cái đó là không phải trung đạo rồi. Cái pháp của sư phụ giảng ra phải đem lợi cho ông chồng và lợi cho cô vợ. Hồi xưa thầy Thể Hỷ ông đi tu, ông cũng vì chấp pháp, ông lừa cho bà vợ đi về Việt Nam. Hồi đó cho đi Việt Nam tháng về cho 2 tháng, hồi đó cho 10 ngày về cho 20 ngày, dụ bà vợ đi đâu chi qua đây đi tu. Tu kiểu đó được không quý vị? Sau khi bà vợ trở qua, bà vợ khóc sướt mướt muốn gặp ổng lần cuối, ổng thấy bà lần kia thì ổng áp dụng đàn bà cách đàn ông phải cách 7 bước. Thì bà vừa lên gặp ổng để mà khóc lóc thì ổng né nó được. Có né không? Ông này lúc này chấm pháp. Và bà cứ chạy mà muốn nói chuyện tại sao mà ổng làm như vậy, thì ổng lại né bà khóc. Nhưng mà ông không học kỹ rồi. Ngài Đức Phật bỏ bà Gia Du Đà La mà đi tu 7 năm, trở về bà Gia Du Đà La có ôm chứ Phật không? Phật có chối không? Hay bữa nó cho ôm rồi sống rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật bỏ ngay vàng điện ngọc được mà mình bỏ không được? Tại vì Đức Phật đi tìm con đường để mà Đức Phật phóng lên ngồi sinh tử. Bây giờ đâu phải chỉ có con đường bỏ vợ bỏ con mới là phóng ly sinh hồi sinh tử. Ở trong đây nè, hiện tại bây giờ tôi không biết, mà tôi thấy mấy cái người để lại xá lợi toàn là tôi là ai thì tâm nói nghe, cư sĩ hay là tu sĩ? 11 bộ xá lợi, 10 bộ xá lợi đấy là tu sĩ hay cư sĩ? Cư sĩ. Cho nên mấy cái ông mang hia đội bảo ngon thì kheo, kể cả tôi hồi đám mà tu á, nó để lại 5-10 viên á, cái bây giờ tụi con mà lãng hoạn là chết à. Bây giờ cái khổ nhất của tụi con á là tụi con phải để lại xá lợi. À, tại vì mình á, mình mang y áo đó thì kheo, mang đẳng cấp. Bây giờ mấy đệ tử tu sĩ của thầy đó là phải chuẩn bị tu đi, tu cần biết. Tới ngày sàng lọc xá lợi là đệ tử nó đi đông lắm đó. À, nó coi á. À, cái đó là mới biết được, bây giờ thì họ để đó. Nhưng mà cái hồi đó hiện giờ tôi biết rõ ràng, trong mười mấy bộ trưng bày nó chưa có bộ của ông Tâm mà đi nào của tôi hết. Thầy Thiện Trang giờ có bị áp lực không? Không. Nếu không có xá lợi thì sao? Thầy Đệ Tám, nếu không để lại xá lợi thì sao?
không biết, nhưng mà sao không biết? Tại vì ông không để là xá lợi là ông còn ở trong lục đạo luân hồi, mà ở trong cho thấy rằng ông vẫn còn bị phân, coi như là phân chia bởi khen và chê. Mà vì thiền trên rồi sao? Nói cái gì rồi phải dùng thiền trên? Tôi nhìn thấy cái áp lực của đệ tử trong đội đó, mỗi một bộ xá lợi mà ra đó thì vui thiệt, nhưng mà tôi thấy mấy bả xù xì đáng đi nha, để mai mốt không có chết. Cho nên chuyện nó đến nó sẽ đến, phải không? Chuyện nó đến nó sẽ đến. Quý vị mà về cực lạc thì quý vị mới thoát khỏi cái này, mà quý vị còn ở đây quý vị phải phải đạt được cái tinh hoa của bài kinh này. Còn quý vị chưa đạt bài kinh này đó thì quý vị vẫn bị ảnh hưởng, vợ con quý vị vẫn bị. Thầy bây giờ là có bà bạn đời cũng tu trong này, cô Hồng Nghĩa, rồi có đứa con trai là con gái nè, mà cái ngày mà nó đi qua sàng lọc xá lợi của thầy mà nó không có, buồn không? Buồn chứ. Tu sĩ không sàng lọc, bởi thế cho nên mấy tu sĩ bây giờ mới xây tháp để chôn, chứ đâu ông nào dám sàng đâu. Mấy hòa thượng bây giờ còn lập tháp không? Thật sự mấy ông xây tháp không? Cái gì? À, mấy ông hòa thượng thì sàng qua sàng lợi, nhưng mà không sàng xá lợi. Quý vị cười đó, tại quý vị cư sĩ, quý vị có không có cũng không sao, đúng không quý vị? Nhưng mà tu sĩ trong hệ thống này đang bị áp lực rồi. Còn cô Diệu Thiện đó bây giờ đó, sàng xá lợi hơi ẩu, hơi sang, hơi phí. Cổ sàng xong á là người ta sàng lại rồi đó, rồi cái chục viên, bữa nó sàng lại là bao nhiêu viên nữa? Sáu viên. Hơi sang, hơi phung phí rồi đó. Cổ sàng mà đến nỗi ẩu tả, thường thường là khi mà có tiền lên rồi tôi phung phí. Rồi nó kiếm kỹ lắm. Rồi thôi bây giờ thầy nói chuyện vui vẻ. Thật ra đó, cái pháp tu này đối với sư phụ thì trong 10 phần thì nó chỉ được 9 phần cũng tốt rồi. Nó chỉ có chút xíu chuyện lười buông của cô Diệu Hảo thôi. Nhưng mà cô đó là cổ vẫn ở trong làng, mà tại sao cổ không ra ăn, cái đó là càng càng nữa. Tức là cổ cũng chưa có chịu buông cái ngã đó quý vị. Mấy ngày nay cổ vẫn ở nhà mà cổ không chịu ra ăn. Cái chấp ngã đó khổ như vậy. Còn ở trong làng mà tôi chỉ la cái chuyện đó, bây giờ bà làm sai trong cái vụ mà nguyên cái chùa của người ta mà tăng ni của mình thì phải lên làm, bà là khách tăng, bà không có quyền gì trong này đó, thì bà đâu có quyền chạy vô để xem người này sai người kia nó sai. Thì tôi la là tôi la đúng, tại cô làm bậy, lực sám hối là không chịu sám hối, xin sám hối để rồi còn dương cái ngã lên cự lại, quý vị có thấy không? Thì cái điểm đó rồi nhưng mà xong rồi thôi, không qua ăn. Vậy là bà này chiếu kiến cái thân này thật hay là giả đó. Như đó là quý vị thấy không, bởi vì đốt mấy ngàn năm muốn cúng dường Đức Phật, muốn cúng dường cho cái người đó giảng sanh, là đem cái gì quý nhất trong kinh địa tạng đó. Bây giờ muốn cho cô Diệu Hảo lên cõi trời của Phật là đem cái gì cũng quý nhất, đem cái bản ngã của cô, mà đốt cho sạch cái bản ngã của đi đó thì cô mới được về cõi cực lạc. Trong kinh Địa Tạng có nói là thật ra người ta lầm cái gì quý nhất của mình không phải nhà cửa xe hơi đâu, mà chính là cái bản ngã của mình. Người nào mà đốt được cái bản ngã, cái gì quý nhất là cái bản ngã chứ không phải nhà cửa. Bản ngã mình mà đốt xong rồi thì ngay ở cõi này tức là thấy cõi cực lạc rồi. Rồi thôi hồi hướng và quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Phật Đạo. Rồi quý vị, tôi chào tạm biệt. Người nào ngày mai đi cứ dịp đi chứ không cần chào thầy nữa. Dạ, xin nhắc lại hồi nãy sư phụ có nói là sáng mai 6 giờ chúng ta tụng lăng nghiêm đúng không quý vị? Tôi tăng lên một tiếng cho quý vị, 6 giờ tụng lăng nghiêm. Tại vì chúng ta dậy 4 giờ thì sáng nay dậy 5 giờ. Tức là chúng ta được tụng lại 6 giờ. Ngủ được thêm tiếp. Ở đây xả giới chứ. À, còn lấy đồ thì chắc là lấy cái gì mà chừng nào tôi cũng đi vậy được, để thầy vô sẵn một thơ, tức là ông xin hai phần.